Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Tiếp về bài về nghiệp nha. Hôm nay học bài 2. Bài hôm nay là vẫn học về nghiệp hỗ trợ. Nghiệp hỗ trợ. Học về nghiệp và quả của nghiệp mà. Thì nghiệp hỗ trợ nó có 3 phận sự. Nghiệp hỗ trợ có 3 phận sự. Một là hỗ trợ cho quả chưa sinh, hỗ trợ cho nghiệp chưa sinh được sinh quả, hỗ trợ cho nghiệp chưa sinh sinh quả, nghiệp sinh quả. Hỗ trợ cho nghiệp sinh quả. Và thứ hai là nó hỗ trợ cho cái nghiệp mà đã sinh quả rồi thì được phát triển. Hỗ trợ cho quả phát triển. Cho nghiệp quả phát triển. Quả được phát triển đầy đủ. Và có ý thứ ba nữa là hỗ trợ để duy trì mạng sống. Duy trì cái mạng sống đấy. Tất cả chúng sinh đang sống vào sự tức là sống vào cái nương tựa vào nghiệp. Nghiệp là cái nơi nương tựa của tất cả chúng sinh ở trên thế gian này. Hàng ngày là mình sống thì một là mình đang tạo nghiệp, và hai là mình đang thọ cái quả của nghiệp. Nó chỉ có hai cái hành động đấy. Mỗi một cái hành động của mình có cái sự tác ý tốt thì đó là hành động thiện, nó để lại cái nghiệp thiện. Mỗi một cái hành động mà nó có cái tác ý bất thiện thì nó tạo thành một cái nghiệp bất thiện. Và cứ mỗi khi mà mình có một cái cảm thọ, mình thọ nhận một cái sự an lạc, một cái sự hoan hỷ, một cái sự an lạc như ý, thì đấy là cái quả của thiện nghiệp nó trổ. Mỗi khi mình phải lãnh thọ một cái sự khó chịu mà nó không được như ý muốn của mình, thì đấy là quả của một cái nghiệp bất thiện nó trổ quả. Thì hàng ngày nó có cái sự tương tác hỗ trợ lẫn nhau giữa các cái nghiệp thiện, thì nó sẽ hỗ trợ cho nghiệp thiện sinh quả, nghiệp bất thiện nó hỗ trợ cho nghiệp bất thiện sinh quả. Và có cái nghiệp bất thiện nó hỗ trợ cho nghiệp thiện nó hỗ trợ cho nghiệp bất thiện. Và nó có những cái nghiệp nó liên quan đến quá khứ, có những cái nghiệp nó liên quan đến hiện tại, có những cái nghiệp nó liên quan đến tương lai. Thì chỉ có những cái bậc A-la-hán, những bậc chánh đẳng chánh giác, tức là chỉ có Đức Phật ấy, là một bậc có được cái trí lực gọi là chi tam thế nghiệp báo trí lực. Tức là Đức Phật có một cái năng lực có thể thấy được tường tận từ cái chân tơ kẽ tóc của nghiệp và quả của nghiệp này một cách tường tận nhất. Còn tất cả những cái bậc đệ tử của Đức Phật, ngay cả các bậc A-la-hán thượng thủ thanh văn, hay là bậc đại thanh văn, hay là bậc A-la-hán thường, thì cái sự thấy biết về nghiệp nó cũng không có thể nào bằng Đức Phật. Nó không có được một cách toàn diện như Đức Phật. Còn tất cả mọi người
Bình thường mà mình học nghiên cứu để mình hiểu về nghiệp trên cái sự khái niệm, hoặc là mình thực hành được pháp thì mình có thể thấy được cái nhân cái quả của danh sắc, mình cũng có thể hiểu được một phần nào đó về nghiệp và quả của nghiệp. Và bất cứ một cái chúng sinh nào sống ở trên thế gian này có một cái đức tin về có nghiệp và có quả của nghiệp, thì là những cái chúng sinh đấy là có chánh kiến. Mình sống mình luôn luôn có chánh kiến, là một cái người có trí tuệ để tạo được cái nhân tam nhân ở trong tương lai, là một cái nhân trí tuệ ở trong tương lai. Bất cứ một chúng sinh nào mà phản bác cái nghiệp và quả của nghiệp, tức là không có một cái niềm tin vào nghiệp và quả của nghiệp, là cái chúng sinh đấy là đang 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 phát triển cái tà kiến, phát triển cái tà kiến. Và cái người mà có tà kiến thì cái người nó đóng chặt mất cái trí tuệ, nó che phủ mất cái trí tuệ, khó mà biết thấy, thấy biết và nhận biết được cái sự thật. Vì vậy cho nên là bắt buộc là một người muốn tiến hóa trong tương lai, muốn giải thoát khổ và muốn thành tựu được những cái lợi lạc trong hiện tại và tương lai, thì mình phải có cái sự hiểu về nghiệp và quả của nghiệp, cũng như có cái đức tin về nghiệp và quả của nghiệp. Và trong cái nghiệp nó có những cái sự hỗ trợ lẫn nhau. Và nếu mình mà hiểu được cái sự hỗ trợ lẫn nhau của nghiệp, mình cũng có thể hàng ngày mình biết tạo những cái nghiệp gì để cho nó hỗ trợ cho những cái nghiệp tốt nó phát triển. Vì vậy cho nên là cái ý thứ nhất đó là hỗ trợ cho nghiệp sinh ra quả. Đấy, một thứ nhất là nghiệp hỗ trợ cho nghiệp sinh quả. Cái ý thứ nhất này nó có cái thứ nhất này, cái nghiệp hỗ trợ cho nghiệp sinh quả, ví dụ như là nghiệp thiện, một cái nghiệp thiện mà nó phát sinh lúc lâm chung, phát sinh sinh khởi lúc lâm chung, lúc lâm chung nó có thể hỗ trợ được cho một, những cái thiện nghiệp ở trong nhiều kiếp quá khứ sinh quả. Đấy, hỗ trợ cho nhiều nghiệp, hỗ trợ cho những cái nghiệp thiện ở nhiều kiếp quá khứ sinh quả. Cái này này, có thể lấy một ví dụ này. Lấy cái ví dụ này, một người nhá, một người khi mà sinh ra ở trong một cái gia đình Phật tử nhá. Một người là Phật tử. Là Phật tử thì đương nhiên là luôn luôn được nghe pháp, thì luôn luôn cái thiện tâm nó sinh khởi. Tức là người này sống có hướng thiện, người Phật tử thì đấy, sống có hướng thiện. Nhưng mà vì cái cuộc sống khó khăn, vì suốt ngày mình phải chăm lo cho cái cuộc sống của mình rất là khó khăn, cho nên rằng mình không có thể nào mà giữ gìn được cái giới định tuệ cho nó trọn vẹn này. Như là người đó có thể có cái đức tin, có cái đức tin thôi, nhưng mà cái việc giữ giới của mình thì nó không có được tốt lắm, hành thiền thì cũng chưa tốt, mà lại cũng không có được phát triển về trí tuệ nữa. Và cái người đấy đến cái lúc mệnh chung, đến cái lúc chết, thì thường thường một người lúc chết thì cái tâm gì nó sẽ khởi lên, cái tâm sợ hãi nó khởi lên. Đấy, thì cái tâm nó sẽ loạn, cái tâm đến khi mà mệnh chung thì lúc đấy là tâm sẽ tán loạn, khi mệnh chung tâm tán loạn. Thế rồi cái lúc đấy làm, nếu như mà chết ngay cái lúc này thì sao? Thì chắc chắn là sẽ bị đọa.
thì sẽ chắc chắn mà nếu chết ngay lúc đấy sẽ, nhưng mà lúc đấy có một cái người, có một cái người có trí, tức là có một cái bậc thiện trí thức ở bên cạnh đấy, được một người người trí, và cái người trí này sẽ hỗ trợ cho cái vị đó, hỗ trợ cho vị đó, à, khuyên vị đó là nên chánh niệm tỉnh giác, được một cái người có trí tuệ khuyên cái vị đó nên chánh niệm tỉnh giác, nên khuyên vị đó là nhất tâm niệm Phật, nhất tâm niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, hoặc là nghe kinh, hoặc là lúc đấy có thể là nhờ một cái thầy nào đến tụng kinh cho. Thì nhờ cái sự hỗ trợ của một cái người trí đó mà cái người này giữ được cái tâm thiện, giữ được một cái tâm thiện, thì nhờ giữ được cái tâm thiện này đấy, cho nên rằng là một cái thiện nghiệp nó sẽ khởi sinh để nó dẫn cái người này đi tái sinh. Nhưng mà vì ở trong một cái kiếp là Phật tử này không có tạo được một cái nghiệp thiện nào đáng kể, không tạo được nghiệp thiện nào đáng kể, ví dụ mình cũng có đức tin đấy, nhưng mà những cái thiện nghiệp mạnh để mà sinh về cái cõi lành, nó không có cái thiện nghiệp nào nó thành tựu cả, chưa có thiện nghiệp nào thành tựu. Ví dụ mình giữ giới nhưng mà nó cũng có giới thủng, giới đứt, giới rách. Đấy, mình có thể thỉnh thoảng một tháng mới đi đến chùa được 2 lần để cung kính lễ Phật một cách hời hợt, sơ sài. Thỉnh thoảng mình cũng có thể biết bố thí cúng dường, nhưng mà cũng cái tâm nó cũng rất là hời hợt, nó không tạo thành một cái nghiệp nào mạnh mẽ trong cái kiếp này. Thì một cái nghiệp thiện ở trong một cái kiếp quá khứ đó, có thể là cách đó 1 kiếp, 2 kiếp, 3 kiếp hoặc nhiều kiếp về trước, lúc này nó mới có cơ hội nó sinh quả. Thì đó là một cái nghiệp thiện ở lúc năm chung, nó hỗ trợ cho một cái nghiệp ở trong một cái, ở trong nhiều kiếp quá khứ sinh quả, thì cái người này mới được sinh về cái cõi này, sinh thiện thú. Mình là một cái trường hợp là nghiệp hỗ trợ. Vậy thì cái người nào đến cái lúc năm chung mà được cái sự hỗ trợ của một cái người, của một cái người tốt, của một cái người trí, một bậc thiện tri thức, thì cái nghiệp của người đó mặc dù rất là yếu ớt mà cũng có thể tạo thành được một cái, một cái tạo, nó có thể hỗ trợ cho một cái nghiệp mạnh mẽ trong quá khứ trổ quả, và người đó có thể sinh làm người hoặc là sinh thiên. Đó là một trường hợp thứ nhất, hoặc là hai, hoặc là nghiệp thiện trong nghiệp thiện này, lúc khởi sinh khởi lúc năm chung. Nó hỗ trợ cho một nghiệp thiện ở trong hiện tại. Trong hiện tại. Tại sinh quả. Ví dụ như mình lấy ví dụ như là cũng một người Phật tử, một Phật tử. Mình sinh ra trong một gia đình Phật tử, lớn lên mình biết quy y Tam Bảo và mình có cái tâm cung kính cúng dường. Mình giữ giới trong sạch, có thể giới trong sạch. Mình biết bố thí, biết cúng dường, biết làm những cái việc thiện. Thì có nghĩa là trong cái kiếp hiện tại này mình thành tựu được rất nhiều những cái thiện nghiệp rất là mạnh mẽ. Mình có thể, vị đó có thể biết thực hành cả một số các cái pháp môn thiền. Trong cái kiếp này làm thành tựu được nhiều thiện nghiệp. Và nhưng mà người này lại chưa có thành tựu được trí tuệ. Tức là mình có thể làm được thiện nghiệp nhưng mà lại không có thành tựu được trí tuệ. Thì một cái người này đến lúc mệnh chung, thì cái lúc mà năm chung ấy, tâm vẫn tán loạn, cái lúc mà năm chung ấy, cái lúc mà cái người Phật tử này, cái lúc năm chung thì tâm sẽ không tán loạn, tâm không tán loạn. Nếu như mà có cái nghiệp thiện trong cái kiếp hiện tại này nó thành tựu, thì đến lúc năm chung tâm sẽ không tán loạn. Cái người này không cần ai hỗ trợ nữa. Người này hỗ trợ được, không cần hỗ trợ được. Vì có nhiều nghiệp thiện trong hiện tại thì nó rất là mạnh. Rất là mạnh. Và nó sẽ hỗ trợ cho cái nghiệp thiện này.
Vậy thì cái thiện nghiệp núc nâm chung, cái núc nâm chung thì những cái hình ảnh mà người đó làm ở trong cái kiếp hiện tại này, làm cái hình ảnh Phật, hình ảnh về sự bố thí, hình ảnh về cung kính, hình ảnh về cúng dường nó hiện ra, và cái tâm mình của người đó rất là an nhiên. Đấy, thì chính cái tâm rất là an nhiên ấy, bởi vì cái người nào mà như mà là một cái người mà ta làm được nhiều việc thiện thì người ta rất là tự tin. Ví dụ bây giờ một cái người mà có cái tâm, cái nghiệp bố thí chẳng hạn, người chỉ cần có một cái hạnh bố thí hay bố thí mà những cái nghiệp ấy nó thành tựu, người đó đi đâu người ta cũng rất là tự tin. Tự tin bởi vì làm sao? Bởi vì được mọi người yêu mến, mọi người cung kính. Hay là một cái người giữ giới cũng vậy, có cái giới đức trong sạch mà người ta thành tựu được giới đức, người ta đi đâu người ta cũng rất tự tin, đứng trước hội chúng người ta không run sợ. Bởi vì sao? Bởi vì người ta không có một cái nỗi nầm nào đáng phải hổ thẹn với thiên hạ cả. Đấy, vì những cái người thành tựu được nghiệp thiện trong đời này, người đó rất tự tin trong cuộc sống, và đến lúc chết tâm rất tự tin. Người ta tin chắc rằng mình sẽ không bao giờ đọa vào cõi ác, cho nên họ không tán loạn. Cho nên là cái người này sẽ những cái nghiệp thiện ở trong hiện tại này, những cái nghiệp thiện, cái núc nâm chung này, cái tâm thiện này, nó sẽ hỗ trợ cho cái nghiệp thiện trong hiện tại này sinh quả, và người đó sẽ được sinh về cõi nhân thiên, cõi trời hoặc cõi người. Đây là trường hợp thứ hai. Trường ba, hoặc là một cái nghiệp bất thiện, nghiệp bất thiện sinh khởi núc nâm chung, hỗ trợ cho nghiệp bất thiện trong quá khứ, khứ sinh quả, sinh quả. Để, ví dụ như là một người, ví dụ như là một cái người ấy, mà khi mà còn sống ấy, có thể rằng là cái lúc trẻ thì người ta làm, mặc dù được sinh ra trong một gia đình có giới đức nhé, lúc còn trẻ thì làm việc thiện, nhưng mà đến khi lớn lên rồi thì gần với bạn ác thì bắt đầu tập những cái tính bất thiện, tập những cái tính bất thiện rồi thì cái người đấy mặc dù rằng là, ví dụ trong cái cuộc sống ấy, người ta tạo như một cái nghiệp vì cái cuộc sống bình thường ấy, vì cái cuộc sống hàng ngày. Ví dụ như bây giờ là một cái người nông dân, người nông dân thì cái nghiệp đấy, cái nghiệp mà đi cày cấy hay là thiện hay bất thiện? Trong cái lúc mình cày cấy nó có tạo cái thiện nghiệp bất thiện gì không? Trong cái lúc đấy nó tùy theo cái tác ý của mình, nhưng mà trong cái lúc mà mình gieo trồng ấy, là bắt buộc mình phải làm. Ví dụ khi mà cày ruộng mình phải sát hại rất nhiều sinh linh, mình phải xịt thuốc trừ sâu, mình phải trừ diệt chuột, rất là nhiều cái, đó cũng là một cái nghiệp bất thiện. Hoặc là, nhưng mà cái nghiệp bất thiện nó có mạnh không? Nó rất là yếu, nghiệp bất thiện nó rất là yếu. Hoặc là một cái người ta vì cái cuộc sống người ta phải làm cái nghề đánh bắt cá, tôm cá, những cái nghề trái lưới, nó cũng là một cái nghiệp bất thiện, nhưng cái nghiệp bất thiện này nó cũng rất là yếu. Đấy, nó không có mạnh lắm. Hoặc là cũng có những cái người khi mà người ta làm những cái nghiệp thiện, nhưng khi mà sống làm nghiệp thiện, nhưng mà đến lúc chết này, lúc nâm chung. Đấy, một người nha. Một cái người có đức tin. Đấy, nhưng mà không có giới định tuệ, nhưng không giữ giới định tuệ, cho nên là khi chết thì cái tâm của cái người đó sẽ tán loạn. Khi chết tâm tán loạn, tâm bị ô nhiễm. Và
cái lúc này lại gặp được một người, một cái người tà trí, những cái người thân ấy, người ta có cái mê tín dị đoan, người ta mời những cái ông thầy, những cái ông thầy cúng bái hay là những người tà kiến đến để bùa chú hay là làm những cái thuật, những cái tà thuật tà ma cầu thần thần linh nọ kia, thì cái người này sẽ được hỗ trợ bởi một cái người có tà trí nữa. Thì một cái, thì cái bất thiện nghiệp lúc năm chung này nó sẽ hỗ trợ cho một cái bất thiện nghiệp ở trong quá khứ sinh quả, và cái người đấy sẽ phải đọa vào cái cõi khổ đau. Dù cái người đó khi còn sống thấy người đó rất cũng hiền lành, cũng thật thà, cũng chất phát, không có làm cái việc gì xấu xa cả, không có độc ác, không có trộm cắp, không có bị tù tội gì, nhưng mà người ta gần gũi với những cái người bất thiện, và khi năm chung lại được những cái người bất thiện hỗ trợ đó là làm những cái nghiệp tà, cái nghiệp mê tín, thì cái người đó sẽ tạo cơ hội cho một cái nghiệp bất thiện ở trong quá khứ nó trổ quả và phải đọa vào cái cõi địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Và cũng có cái trường hợp cái nghiệp đó là cái nghiệp bất thiện, lúc năm chung hỗ trợ cho nghiệp bất thiện hiện tại, sinh quả. Nghiệp bất thiện lúc năm chung thì cái trường hợp này là cái người này ở trong cái kiếp sống hiện tại này là một cái người bất thiện, không có cái đức tin về, không có tin về nghiệp và quả của nghiệp, có tà kiến và tạo những cái nghiệp bất thiện về thân khẩu ý, sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối. Thì đương nhiên là cái người này khi chết, cái nghiệp bất thiện ở trong cái kiếp sống hiện tại này nó rất là mạnh mẽ, và nó sẽ hỗ trợ cho cái lúc mà năm chung ấy, thì cái tâm sẽ là một cái tâm ô nhiễm, và cái tâm ô nhiễm đấy nó sẽ hỗ trợ cho cái nghiệp bất thiện đã làm ở trong kiếp hiện tại này trổ quả ngay lập tức, và cái người đó sẽ bị đọa đày. Vậy có cái trường hợp nào mà có người ta lúc còn sống thì làm rất nhiều nghiệp bất thiện, có tà kiến, nghiệp bất thiện, nhưng mà đến lúc chết người ta chỉ có mỗi một cái tâm đó là một cái tâm người ta loại bỏ được cái tà kiến, người ta phát khởi lên được cái chánh kiến, và người ta cũng sẽ thoát khỏi cái cõi khổ ngay. Nó là có những cái trường hợp mà một cái nghiệp thiện lúc năm chung nó cũng có thể hỗ trợ. Thì cái lúc đấy nó sẽ là một cái nghiệp thiện ở trong quá khứ nó trổ quả. Dù cái người đấy một đời, có những người rất một đời người ta làm toàn những nghiệp bất thiện không ấy, nhưng mà đến lúc chết ấy, tự nhiên người ta sinh khởi được một cái thiện tâm. Ví dụ như là đến lúc chết người ta nhìn thấy hình ảnh Đức Phật mà người ta khởi lên cái tâm cung kính. Thì cái tâm cung kính đấy nó chỉ là một cái hỗ trợ, nó chỉ là một cái nghiệp thiện lúc năm chung, nó hỗ trợ cho một cái thiện nghiệp trong rất nhiều đời kiếp quá khứ trổ quả để cho người đó sinh về cái cõi này. Cái tâm mà lúc năm chung mình mới khởi lên một cái tâm thôi, thì cái tâm đấy nó chưa có cái hành động để mà tạo thành một cái nghiệp gì, nhưng cái tâm đấy nó là một cái động lực hỗ trợ cho một cái nghiệp quá khứ trổ quả. Cho nên là cái tâm thanh tịnh hay là cái tâm ô nhiễm trong cái lúc năm chung nó sẽ quyết định hỗ trợ cho một cái nghiệp thiện hay một cái nghiệp bất thiện nào đấy sinh quả và đi tái sinh về một cái cõi lành hay cõi khổ đau. Vì vậy cho nên là cái người văn hóa của người Việt Nam mình thì cứ chết rồi bắt đầu mới mời các thầy đến để hỗ trợ trợ niệm, gọi là có cái văn hóa đi hỗ trợ trợ niệm hay còn gọi là tụng niệm cầu siêu đấy, cầu siêu cầu tụng đám đám cầu
Thì cái lúc mà đã chết rồi thì chết rồi bắt đầu mới mời thầy đến, lúc đấy không còn cái tích sự gì nữa, không được lợi ích gì nữa. Rồi cúng tuần nhất, cúng 49 đều không có lợi ích, vì cái người đấy cái nghiệp nó quyết định cái lúc lâm chung, chứ còn sau khi lâm chung rồi thì nó không còn giá trị nữa. Vậy cái người nào mà khôn ngoan ấy, là cái người đấy phải mời thầy đến cái lúc mà cái vị đó còn sống, còn có cái tâm tỉnh táo để nhận biết, ấy, thì hỗ trợ cái lúc đấy thì mới hỗ trợ được cái nghiệp này, thế gian vô minh không có biết thế nào là tốt, thế nào xấu hay dở gì, làm theo tập quán, toàn làm những cái không có lợi ích mà tưởng là có lợi ích, hỗ trợ mọi cái cũng được chi phối bởi nghiệp. Tế lễ nó có một cái tế lễ đúng và có cái tế lễ nó có lợi ích, có cái tế lễ nó không có lợi ích. Cái tế lễ mà mình làm những cái nghiệp bất thiện ở trong đấy, hoặc là mình có cái hiểu sai, mình làm những cái việc sai mà mình cho là đúng, làm việc đúng mà mình cho là sai, thì cái tế lễ đấy nó lại tạo ác nghiệp và mình sẽ, cái người làm đấy sẽ chịu cái quả bất thiện. Còn những cái tế lễ đúng, đó là những cái mình tạo những cái thiện nghiệp ấy, những cái pháp hội, tạo pháp hội như là pháp hội tụng kinh, pháp hội bố thí, pháp hội thuyết pháp, pháp hội tu tập, thì cái mình tạo cái nghiệp đấy thì mình được hưởng, và những cái người mà hoan hỉ với cái nghiệp đấy được hưởng. Còn mình làm những cái việc bất thiện thì mình chịu cái nghiệp bất thiện, và những cái người đồng tình với nghiệp bất thiện của mình cộng nghiệp chung cùng cái nghiệp bất thiện với nhau. Thường thường thì ngã quỷ thì ít khi mà có cái năng lực mà điều khiển được cái gì ấy. Ngã quỷ lúc nào cũng chịu thọ khổ ấy. Mà thường thường một số quỷ thần, ví dụ như là chư thiên, người ta sống trên mặt đất, hàng chư thiên mà sống trên mặt đất rất là đông, thì chư thiên sống trên mặt đất có nhiều hạng chư thiên thiện và chư thiên bất thiện, có hàng chư thiên thiện, có hàng chư thiên thiện mà sống trên mặt đất ấy, thì cái hàng chư thiên đấy người ta không có làm hại ai. Có những cái hàng chư thiên bất thiện người ta cũng sống trên mặt đất, thì cái hàng chư thiên đấy mới hay làm những cái việc, hay làm những việc cản dở ấy. Hay ví dụ như là có những chư thiên người ta có cái tâm sân hận nhiều, cái tâm tham nam nhiều, người ta hay tác động đến người sống gọi là phi nhân ấy. Người ta hay quấy rầy những người sống cũng có, là cái hàng chư thiên bất thiện cũng có. Thì chư thiên người ta cũng có làm được nhiều cái, nhiều cái. Nhưng mà vì mình không biết chính xác, tốt nhất mình đừng có tin, tin nó không đúng như vậy là gọi là mê tín. Và cái người mà cứ thấy cái hiện tượng gì lạ lạ mình cứ tin rằng là nó có một cái linh hồn, một cái phi nhân nào đấy đang tác động, thì cái tâm mình lúc nào cũng bị ám ảnh về cái chuyện đấy. Nhưng tốt nhất là cứ phớt lờ những cái chuyện lạ lạ đi. Những cái này là những cái nằm ngoài cái tầm hiểu biết của mình, mình tốt nhất không nên tò mò. Tại vì thế gian thì hay tò mò về cái chuyện đấy, nhưng mà cái chuyện đấy mình càng tò mò mình càng dễ bị mê mị, bị mê mị, mê hoặc về những cái chuyện đấy, nó không hay. Hi.
hỗ trợ cho quả của nghiệp được phát triển đầy đủ. Em hiểu 2.1 này. Một cái nghiệp thiện lúc nằm chung hỗ trợ cho quả của nghiệp được phát triển đầy đủ. Như một cái nghiệp thiện mà cái lúc nâm chung thì sẽ hỗ trợ cho quả của nghiệp, cũng có thể hỗ trợ cho quả của nghiệp được phát triển đầy đủ. Như là cái người đó khi mà nâm chung mà mình ra đi với một cái tâm thiện, với một cái nghiệp thiện thì đương nhiên mình sẽ được sinh về cái cõi này. Như một cái người mà làm nhiều việc thiện, làm phước nhiều thì đương nhiên người đó sẽ sinh làm người, thì là một người giàu có về cõi người hoặc cõi trời, cõi thiên. Khi làm chư thiên thì là một cái vị chư thiên cao quý. Một cái thiện nghiệp lúc nâm chung này có cái trường hợp như là ông vua trời Đế Thích. Vua trời Đế Thích thì cái lúc mà ở trong một cái kiếp, trong nhiều cái kiếp quá khứ, thì vua trời Đế Thích cùng với 33 người bạn tạo rất là nhiều những cái phước thiện. Tức là trong một cái ngôi làng này thì có 33 người thanh niên bắt đầu rủ nhau là làm tất cả những cái thiện nghiệp gì có thể làm được: quét dọn đường xá, là sửa chữa cầu cống, rồi là bắc những cái ngôi nhà tạm cho cái người đi đường được nghỉ ngơi, và người ta bắc những cái ghè nước người ta để ở ven đường ấy, bắc những cái ghè nước ở đấy để cho mọi người đi qua, những người khát đi đường có thể uống nước. Và cả một cái cuộc đời làm cái nghiệp thiện như vậy, thì sau khi chết cả 33 người này sinh về cõi trời tam thập tam thiên, cõi trời đao nợi. Thì cái cõi trời đao nợi đấy, thì cái vị mà trưởng đoàn trong số 33 người ấy, thì làm vua trời Đế Thích, còn 32 người khác thì làm 32 người phụ tá cho vua trời Đế Thích, tức là thấp hơn vua trời. Thì từ đấy cái cõi trời đao nợi có một cái tên thứ hai là cõi trời tam thập tam thiên. Thì cái cõi tam thập tam thiên này có tuổi thọ tới 36 triệu năm, thì mọi người đều sống trên đấy một cái thời gian rất là lâu dài. Trong cái lúc mà đang sống như vậy thì ông vua trời Đế Thích, vua trời Đế Thích này thì có 5 cái tướng suy nó hiện ra, biết rằng là mình sắp mệnh chung, và ông ấy cũng nhìn được cái nghiệp quá khứ là sẽ có một cái nghiệp quá khứ trổ quả mà ông ấy sẽ phải đọa vào cái cõi khổ. Thì lúc đấy ông mới xuống gặp Đức Phật, và Đế Thích mới xuống gặp Đức Phật và hỏi pháp với Đức Phật. Khi mà hỏi pháp với Đức Phật thì Đế Thích liền chứng được sơ quả dự niu, thì nó cắt đứt tất cả những cái bất thiện nghiệp trong quá khứ. Thì cái lúc này ông về lại cõi trời thì ông ấy cũng bắt đầu mệnh chung, tức là chết. Khi mà chết ấy, thì cái nghiệp cận tử ấy, đó là cái nghiệp thiện. Nghiệp thiện là đang nghe pháp từ Đức Phật, tức là một cái thiện nghiệp lúc nâm chung hỗ trợ cho quả của một cái nghiệp quá khứ, quả của nghiệp quá khứ được phát triển. Thì cái lúc này ấy, cái tâm mệnh chung đó là cái tâm đấy là đang nghĩ đến cái nghe pháp, có cái tâm cung kính pháp, cung kính Phật pháp, nó sẽ hỗ trợ cho cái nghiệp mà ông ấy đã làm từ trong những cái kiếp quá khứ nữa, nó trổ quả, đó là lại tiếp tục sinh làm Đế Thích.
tiếp tục sinh làm đế thích và vẫn hưởng những cái phước báo. Và cái phước đấy là cái phước mà do đã tạo ở trong rất nhiều kiếp, tạo ở trong cái kiếp quá khứ về trước, tức là trong những cái kiếp quá khứ về trước do đã làm cái thiện nghiệp ở dưới thế gian. Đấy là một cái thiện nghiệp núc nâm chung hỗ trợ cho cái quả của cái nghiệp ở quá khứ được trổ quả. Thế như là bây giờ có rất là nhiều chư thiên, khi mà người ta sinh lên cõi thiên giới, người ta hưởng phước. Khi mà cái vị thiên đó chết một cái, trong cái lúc mà sinh ở cõi thiên đấy, người ta không có cơ hội để làm phước nhiều. Chư thiên rất ít cơ hội để làm phước như ở thế gian. Nhưng mà khi chết, vị chư thiên đấy vẫn giữ được một cái tâm, đó là một cái tâm thiện, không khởi lên cái tâm tham sân si gì cả, mà vẫn khởi lên một cái tâm thiện, thì sẽ có một cái nghiệp thiện ở trong một cái quá khứ xa xa nữa, nó trổ quả, và vị đấy có thể vẫn tiếp tục sinh thiên trở lại. Cho nên là thường thường là những cái vị chư thiên, người ta có thể sinh thiên rất là nhiều kiếp. Người ta có thể, đầu tiên là người ta có thể chết ở cõi tứ đại thiên vương, người ta có thể sinh lên đao lợi thiên. Chết ở cõi đao lợi thiên, người ta có thể sinh lên dạ ma thiên. Chết ở dạ ma thiên, sinh lên hóa nạc thiên. Mặc dù cái lúc làm chư thiên đấy, người ta không có tạo được những cái nghiệp thiện nhiều. Chư thiên đa số là hưởng phước, chứ ít khi có cơ hội để làm phước. Đấy, nhưng mà những cái thiện nghiệp ở trong quá khứ nó vẫn trổ cho cái tâm của người ta là tâm thiện. Cho nên ví dụ như những chư thiên nào mà có cái tâm cung kính, ví dụ khi mà Phật ra đời, khi Phật giảng pháp, chư thiên người ta đến, người ta nghe pháp rất là đông. Khi mà mình có những ngôi chùa, có những bảo tháp, chư thiên người ta vẫn đến, người ta đảnh lễ, người ta đảnh lễ bảo tháp, đảnh lễ tượng Phật, nghe pháp, người ta cung kính Phật pháp tăng. Kể cả chư tăng người ta cũng đảnh lễ, người ta cũng cung kính. Và khi chết người ta giữ được cái tâm thiện đấy, nó sẽ làm một cái nghiệp thiện để nó hỗ trợ cho những cái nghiệp thiện ở trong rất nhiều kiếp quá khứ khác nữa trổ quả, và để người ta tiếp tục sinh thiên và hưởng phước. Nên là cứ cái thời kỳ nào mà có giáo pháp Phật pháp ở thế gian ấy, thì cái thời kỳ đấy là chư thiên rất là hưng thịnh, bởi vì rất là nhiều người được sinh thiên, rất là nhiều chư thiên sinh thiên, người sinh thiên, chư thiên sinh thiên, rất là nhiều súc sinh cũng sinh thiên. Có những cái con vật mà nó nghe pháp của Đức Phật nó cũng có thể sinh thiên. Nhưng một con nhái đến lúc mà nó chết nghe được cái pháp của Đức Phật cũng là một cái thiện nghiệp sinh thiên. Khi mà ở chư thiên đấy nó hưởng phước, cái phước đấy là do đã tạo ở nhiều kiếp quá khứ, cái lúc mà nó đã làm người, chứ nó không phải là cái kiếp con nhái nó chẳng làm được cái phước gì. Và cái duyên mà nó nghe được một cái câu pháp của Đức Phật, nó sinh thiên, nó hưởng phước. Vậy thì cái phước gì hỗ trợ cho nó được duy trì tồn tại ở trên cõi chư thiên? Đó là những phước ở trong kiếp quá khứ nó đã làm người, chứ không phải là cái con nhái nó tạo được ra phước. Chứ nếu mà nó trong quá khứ nó chẳng có cái phước gì cả, con nhái ấy, mà trong quá khứ nó chưa từng làm cái phước gì hết, nhưng bây giờ nó sinh thiên, nó sẽ không có cái nghiệp thiện để nó duy trì cái mạng sống của chư thiên đấy. Nó có thể là sinh một cái nó không còn cái gì hỗ trợ, chết ngay lập tức. Như vậy bây giờ mình sinh làm người, bây giờ mình sinh ra làm người là mình kết quả của một cái thiện nghiệp ở trong một cái đời quá khứ gần hoặc là trong nhiều đời quá khứ xa hỗ trợ, cho nên là mình mới có duy trì được cái tuổi thọ, duy trì được cái tuổi thọ ở cuộc đời. Khi nào cái nghiệp nó hết thì mình sẽ chết, mình sẽ có thể mình chết do hết nghiệp, chết do hết tuổi thọ, hoặc là chết do hết cả nghiệp và tuổi thọ, hoặc là chết do bị cắt đứt mạng sống. Thì một cái nghiệp thiện và cái núc nâm chung nó hỗ trợ cho cái quả của cái nghiệp quá khứ được phát triển đầy đủ. Đó là sinh làm người đấy, thì mình được hưởng cái phước của cái cõi người, như là sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức khỏe. Nó phải có một cái nghiệp nó hỗ trợ cho mình mới được sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức khỏe. Sinh thiên cũng có cái dung sắc chư thiên, danh tiếng chư thiên, tuổi thọ của chư thiên được đầy đủ. Đấy, nó cũng là do một cái thiện nghiệp ở trong quá khứ nó hỗ trợ nữa. Hoặc là một cái thiện nghiệp
thiện nghiệp ở trong lúc lâm chung nó cũng hỗ trợ cho thiện nghiệp ở hiện tại. Đại sinh quả và phát triển đầy đủ. Như là cái người mà khi mà một người làm rất là nhiều nghiệp thiện, làm nhiều nghiệp thiện thì khi chết cái thiện nghiệp đấy nó mạnh mẽ và nó hỗ trợ cho những cái người đấy được sinh về cõi trời cõi người, có cho cái quả trong hiện tại này nó sẽ trổ, quả ở trong hiện tại này nó trổ và sẽ được hưởng những cái phúc lạc của cái cõi nhân và cõi thiên, đó là mình hưởng ngay cái phước này. Và cũng có những cái trường hợp như là một cái nghiệp bất thiện lúc lâm chung nó cũng có thể hỗ trợ cho một cái nghiệp bất thiện ở trong quá khứ. Hỗ trợ cho nghiệp bất thiện ở quá khứ. Bất thiện. Cứ được phát triển đầy đủ. Nên là một cái người này khi mà còn sống thì cũng không có làm cái việc thiện, việc bất thiện gì mạnh lắm. Là một cái người sống cũng chân chất bình thường thế này, nhưng mà đến khi chết thì là do mình có những cái nghiệp bất thiện đấy, khi chết chết với cái tâm ô nhiễm, là một cái người chết với tâm ô nhiễm này. Chết mà tâm ô nhiễm, cái tâm của cái người chết đấy mà ô nhiễm thì nó sẽ hỗ trợ cho những cái nghiệp quá khứ đó sinh quả. Cái nghiệp quá khứ đó sinh quả thì cái nghiệp quá khứ đó mà sinh vào quả ở dưới địa ngục chẳng hạn. Địa ngục. Thì cái người đó cứ thọ cái khổ quả ở trong địa ngục đấy. Thọ khổ quả ở trong địa ngục đấy. Cho đến khi nào nó mãn cái nghiệp đấy, nó hết cái nghiệp đấy. Thì cái mới thoát ra khỏi cái cảnh khổ đấy. Hoặc là sinh vào trong làm ngã quỷ hay là súc sinh cũng thế. Như là có một cái người khi mà còn sống, có thể cái người này cũng là một người tốt, cũng không có làm cái việc gì bất thiện lắm, nhưng mà khi chết chỉ vì có cái tâm dính mắc tham ái với tài sản, tham ái với gia đình, với người thân mà phải đọa làm ngã quỷ. Đọa làm ngã quỷ nó chỉ là do một cái tâm ô nhiễm cái lúc lâm chung. Tâm ô nhiễm lúc lâm chung đấy mà nó xui khiến cho cái chúng sinh đấy, mặc dù khi sống cũng rất là tốt mà đến lúc chết phải làm ngã quỷ. Khi làm ngã quỷ rồi thì phải chịu đói. Thì một cái sự rất là không hợp lý sẽ sinh ra, đó là người này khi chết khi còn sống không có làm những cái việc bất thiện, tại sao bây giờ phải chịu cái nỗi đói khát này? Vậy cái cảm thọ mà cái ngã quỷ đang phải thọ cái nỗi đói khát đấy là những cái nghiệp bất thiện ở trong nhiều kiếp quá khứ khác nó trổ. Nó làm duyên, nó làm nhân, làm duyên cho nhiều cái nghiệp bất thiện, keo kiệt, bỏn sẻn ở trong nhiều cái đời quá khứ nó trổ. Nên cái ngã quỷ này phải chịu đói khát. Hay là bây giờ có trường hợp là có những cái người khi mà người ta sống người ta cũng rất là tốt, thường hay làm phước bố thí. Hay làm phước bố thí cũng cung kính, cũng làm những cái thiện nghiệp tốt. Nhưng mà chỉ vì cái lúc lâm chung tâm mê muội, cái tâm hoài nghi, cái tâm si hay là tâm bất thiện nào đấy nó sinh khởi mà vị đó phải đọa làm súc sinh. Khi đọa làm súc sinh rồi thì phải chịu cái nỗi khổ của súc sinh.
Cái nỗi khổ đấy thì là cái lúc mà phải cảm thọ cái sự thống khổ đấy, đấy là do một cái những cái nghiệp bất thiện ở trong nhiều kiếp quá khứ khác nó trổ, chứ nó không phải là do cái nghiệp mà cái lúc mà vị đó làm những cái việc tốt mà nó trổ. Vậy thì cái nghiệp nó có thể hỗ trợ cho cái quả của nghiệp phát triển, nó hỗ trợ cho cái quả của nghiệp, tức là vị đó được sinh về cái cõi lành thì đó là quả của nghiệp, sinh về cõi người chẳng hạn đó là quả của cái nghiệp thiện, quả của cái nghiệp thiện. Nhưng mà có những cái người người ta sống ở cái kiếp này người ta cũng chẳng làm cái việc gì thiện cả, người ta cũng chẳng biết bố thí, chẳng biết cúng dường, chẳng biết làm thiện nghiệp gì, nhưng mà khi mà lúc lâm chung người ta lại được cái sự hỗ trợ của những cái người thiện chí và cái tâm không ô nhiễm, cho nên người ta chết với một cái tâm hoan hỷ cung kính. Và khi sinh ra làm người, người ta lại là một cái người có đầy đủ những cái phúc, những cái sống, những cái phước 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 thiện, hưởng hưởng nhiều cái phước lạc ở nhân thiên, thì đó là do những cái thiện nghiệp ở nhiều kiếp quá khứ khác nó trổ quả, vì nó đủ cái nhân, đủ cái duyên, nó trổ quả cho nên được hưởng cái phước đấy. Vậy thì cái người mà làm bất cứ một cái việc thiện gì nó sẽ tích lũy vào đấy, nó sẽ tích lũy vào đấy, khi nào nó đủ duyên thì nó trổ quả đấy. Chứ không phải rằng là hôm nay mình làm rất là nhiều cái thiện nghiệp mà đến lúc chết mình được sinh về cái cõi lành, nhưng mà cái nghiệp bất thiện nó vẫn đang nằm đấy, nó chờ khi nào mình hưởng hết phước. Ví dụ mình được sinh thiên, mình hưởng hết phước chư thiên, bắt đầu mình sẽ phải rơi xuống, đến lúc chết mà tâm mình ô nhiễm là mình sẽ rơi xuống một cõi khổ. Khi rơi xuống cõi khổ rồi thì lúc đấy có cơ hội cho những cái nghiệp bất thiện mà mình đã tích lũy trong rất nhiều đời nhiều kiếp quá khứ nó trổ, thì lúc đấy nó mới làm cho mình thọ rất là nhiều cái nỗi thống khổ. Bất cứ một cái nghiệp gì nó cũng để lại quả báo, bất cứ nghiệp gì nó cũng để lại quả báo, không có một cái nghiệp gì mà thoát khỏi cái quả báo cả. Cứ mình giết bất cứ một con muỗi, con ruồi nó cũng để lại một cái nghiệp bất thiện, và cái nghiệp bất thiện ấy nó sẽ chờ đợi ở đấy, khi nào nó có đủ cơ hội nó sẽ trổ quả, nó sẽ trổ quả trong một cái kiếp nào đấy. Có những cái nghiệp bất thiện, nghiệp bất thiện bất thiện này, lúc lâm chung này hỗ trợ cho cái nghiệp bất thiện ở hiện tại được phát triển đầy đủ, hỗ trợ cho quả của nghiệp hiện tại, nghiệp bất thiện đấy, trong nghiệp bất thiện lúc lâm chung hỗ trợ cho quả của nghiệp ở hiện tại, quả hỗ trợ cho quả của nghiệp ở hiện tại được phát triển đầy đủ. Thì cái trường hợp như là một cái người này thì mình làm nhiều cái bất thiện nghiệp, đến lúc chết cộng với một cái tâm ô nhiễm nữa, cộng với một cái tâm ô nhiễm, thì khi chết rồi thì mình phải đọa đọa xuống cái cõi khổ, và cái nghiệp đấy nó cứ duy trì mình, nó cứ phát triển đầy đủ, nó cứ duy trì cái mạng sống của cái chúng sinh đấy. Ví dụ khi mà mình làm những cái nghiệp bất thiện mình chết phải đọa xuống địa ngục, đọa xuống địa ngục rồi thì cái nghiệp bất thiện ấy nó duy trì cái sự sống ở trong địa ngục đấy, có muốn chết cũng không chết được, làm ngạ quỷ nó cũng vậy. Thì cái trường hợp này như là trường hợp của Đề Bà Đạt Đa, khi mà còn sống tạo một cái nghiệp chia rẽ tăng và một cái nghiệp năn đá, xong là một cái mảnh đá nó bắn vào chân Đức Phật và làm bầm tím chân, chảy máu chân của Đức Phật, đấy là hai cái trọng tội. Thì khi chết thì cái nghiệp mà chia rẽ tăng nó thành một cái nghiệp ô nhiễm, cái tâm của người đó nghĩ đến cái hành động bất thiện đó là chia rẽ tăng, thì nó tạo thành một cái nghiệp đó là làm cho đất nứt ra, bởi vì nó rơi xuống dưới địa ngục A Tỳ. Thì cái hành động chia rẽ tăng nó tạo thành một cái duyên để vị đó rơi xuống địa ngục, và ở trong địa ngục A Tỳ thì Đề Bà Đạt Đa
sẽ chịu một cái hình phạt, đó là bốn bề lửa cháy rực, và có những cái đinh đóng từ từ trên xuống dưới, một cái đinh đóng từ dưới lên trên, một cái đinh đóng từ phải sang trái, đóng từ trái sang phải, đóng từ trước về sau, đóng từ sau sang trước. Tức là Đề Bà Đạt Đa sẽ nằm ở trong địa ngục, chịu thiêu đốt và chịu đinh đóng chặt ở trong đấy, bốn bề lửa cháy. Và cái nghiệp mà nó duy trì cái mạng sống của Đề Bà Đạt Đa ở trong cái địa ngục A Tỳ đấy là cái nghiệp mà đã năn cái tảng đá vào để mà một cái mảnh làm cho chảy máu Phật. Cái nghiệp chảy máu Phật nó duy trì phát triển cho cái tuổi thọ của Đề Bà Đạt Đa sẽ ở trong cái địa ngục A Tỳ đấy hết đại kiếp trái đất này. Nó duy trì và nó phát triển cái nghiệp bất thiện, do cái nghiệp bất thiện nó duy trì và nó cứ phát triển đầy đủ ở trong đấy. Thì những cái chúng sinh đọa nào những cái cõi khổ cứ phải chịu những cái nỗi khổ cho đến khi nào mà cái nghiệp bất thiện nó hết thì nó mới thoát khỏi cái cõi khổ này. Ngài Đề Bà Đạt Đa là hình như là được Đức Phật học ý, là về sau này là ở thời kỳ là không có Đức Phật sẽ giác giác xuất hiện thì Ngài sẽ thành Đức Phật đồng giác. Đúng rồi, Đề Bà Đạt Đa thì Đề Bà Đạt Đa ngày trước là tu, phát tâm tu cùng với Đức Phật Thích Ca, tức là đã từng phát tâm, từng phát cái nguyện tu hành để thành Phật chánh đẳng chánh giác ở trong tương lai. Trong cái kiếp quá khứ thì Đức Phật Thích Ca cũng phát nguyện như vậy, nhưng mà do có một cái kiếp quá khứ Đề Bà Đạt Đa khởi cái ác tâm, tức là có cái tâm ganh tị cạnh tranh với Bồ Tát. Tức là cái kiếp quá khứ của Đức Phật là Bồ Tát. Đề Bà Đạt Đa với Đức Phật thì có cái nhân duyên với nhau, cũng rất là nhiều đời nhiều kiếp thường hay gặp nhau. Trước kia từng là bạn, xong là về sau thành thù. Do một lần đi buôn bán vì một cái mâm đồng khởi cái phát lên một cái lời nguyện là đời đời kiếp kiếp sẽ làm cái một cái mâm bằng vàng. Chỉ vì một cái mâm bằng vàng nên mà khởi cái một cái oán thù, quyết tâm đời nào sinh ra gặp nhau là cũng sẽ làm khổ nhau. Thế nó có cái ân oán ở trong quá khứ. Chính vì cái nghiệp bất thiện là nhiều đời nhiều kiếp hay có cái ác ý muốn làm hại Bồ Tát. Nên mà Bồ Tát thì luôn luôn có cái thiện tâm thiện ý, làm những cái việc thiện. Cho nên cái tâm mà phát nguyện thành Phật chánh đẳng giác bị suy thoái. Thế sau đây Bà Đạt Đa chỉ tạo được những cái ba la mật để trở thành một vị Phật độc giác trong tương lai. Thì để trở thành một vị Phật chánh đẳng giác thì phải trải qua 4 A Tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp tu ba la mật, tích lũy các ba la mật. Nhưng mà để trở thành một vị Phật độc giác thì phải trải qua 2 A Tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp tích lũy các ba la mật. Thì Đề Bà Đạt Đa đã trải qua được 2 A Tăng kỳ kiếp tích lũy các ba la mật. Tức là sau khi mà hết cái đại kiếp này, Đề Bà Đạt Đa sẽ thoát khỏi cái địa ngục A Tỳ. Và sau đó sẽ tiếp tục tích lũy các ba la mật 100.000 đại kiếp nữa. Và sau 100.000 đại kiếp nữa thì sẽ thành Phật độc giác. 100.000 đại kiếp trôi qua nhanh. Không lâu, bởi vì nếu mà mình sinh làm người thì nó rất là lâu. Nhưng vị đó mà sinh lên cõi Phạm Thiên chẳng hạn, ví dụ một cái lúc nào đó sinh lên tu hành chứng thiền định một cái. Chứng thiền định mình sinh lên cõi Phạm Thiên, một cái kiếp ở cõi Phạm Thiên nó có thể dài hơn những cái kiếp ở trái đất này, nó có thể dài bằng mấy trăm cái kiếp trái đất luôn. Tùy theo, một cái kiếp Phạm Thiên mà ngắn nhất thì nó cũng bằng 1/3 kiếp trái đất này. Một cái kiếp Phạm Thiên sơ thiền thì cũng có thể tuổi thọ cũng có thể bằng một cái đại kiếp trái đất này. Hoặc là những cái Phạm Thiên cao hơn thì một kiếp có thể sống bằng mấy trăm lần kiếp trái đất này. Cho nên là nói đến một kiếp, hai kiếp trái đất, nó chỉ lâu với cõi người, cõi súc sinh, nó không lâu với cái cõi địa ngục. Cõi địa ngục nó cũng tồn tại rất là lâu. Nó không lâu với ngã quỷ và nó không lâu với chư thiên. Và Phạm Thiên nó không lâu. Nhưng với người, với súc sinh thì nó rất là lâu. Vì tuổi thọ của người súc sinh ngắn thì cảm thấy kiếp trái đất nó dài. Còn những chư thiên người ta, Phạm Thiên người ta thấy kiếp trái đất ngắn ngủ, chẳng có gì cả. Nói 100.000 đại kiếp trái đất có khi cũng chỉ sinh tử mấy chục lần thôi. Sinh tử vài lần là hết 100 đại kiếp trái đất luôn.
Bây giờ mình ngồi đây, mình không có thấy các kiếp quá khứ của mình cảm thấy đời nó dài. Nhưng bây giờ một lúc nào đấy mình mà quán được các kiếp quá khứ của mình thì mình sẽ thấy mình có thể mình thấy được rất nhiều kiếp trái đất về quá khứ, và mình có thể thấy rất trong số vô số kiếp trái đất ấy mình chỉ tái sinh có mấy lần này. Thế mà bây giờ mình ngồi đây mình cảm thấy thời gian là dài, mình học lịch sử mấy nghìn năm mình thấy khủng khiếp, trải qua bao nhiêu thời đại, bao nhiêu cuộc chiến tranh, bao nhiêu người chết, bao nhiêu kinh thành đổ vỡ, bao nhiêu ông vua đã bị tan, đã bị mất ngôi, bao nhiêu cái thời kỳ chiến tranh loạn lạc, hết đời này qua đời khác. Mình học cái lịch sử của loài người thì mình thấy khủng khiếp. Mai mốt nên mình học lịch sử chư thiên thì mình thấy bình thường. Chư thiên lúc đấy mình chỉ học đến các đại kiếp ấy. Cái đại kiếp này là đại hiền kiếp, đại kiếp kia là trang nghiêm kiếp, đại kiếp kia là ác kiếp. Cái đại kiếp này thì khi mà bị hủy bằng lửa, đại kiếp kia khi hủy thì bằng nước, một cái đại kiếp hủy bằng gió. Nói chuyện với nhau lúc ấy mình nói bằng đại kiếp, còn ở cõi người thì nói bằng năm. Năm này cách đây một thế kỷ, hai thế kỷ là thấy dài lắm đấy. Còn như Đức Phật toàn nói đến các đại kiếp, trung kiếp, tiểu kiếp, đại kiếp. Một bất thiện, cái nghiệp bất thiện lúc năm chung cho cái nghiệp hiện tại. Thì có những cái trường hợp là một cái nghiệp thiện ở hiện tại, nghiệp thiện ở hiện tại, thì nó hỗ trợ cho nghiệp thiện ở quá khứ. Cứ được phát triển đầy đủ. Cái nghiệp thiện ở hiện tại là một cái nghiệp thiện ở hiện tại là mình sinh hiện tại là một con người, thì đây là một cái thiện nghiệp ở hiện tại. Và khi mà sinh ra được làm người rồi thì mình lại có cái tâm hướng thiện, mình có cái tâm hướng thiện. Ví dụ như là cái người đấy mà mình biết biết học giáo pháp ấy, biết tu tập giáo pháp, biết thực hành giáo pháp ấy, thì nó sẽ hỗ trợ cho những cái thiện nghiệp ở trong quá khứ được phát triển. Ví dụ như là cái mình được sinh ra làm người mà mình biết tu tập, mà cái người đó có thể chứng đắc được đạo quả chẳng hạn, thì đó là do những cái thiện nghiệp ở trong quá khứ nó phát triển, nó có cơ hội để phát triển. Là do mình biết làm những cái, mình có cái tâm hướng thiện, thì nó có những cái thiện nó ở trong quá khứ nó trổ. Còn cũng có những cái trường hợp là một cái nghiệp thiện ở trong hiện tại nó hỗ trợ cho cái nghiệp, cho cái quả của nghiệp ở trong. Nghiệp thiện ở hiện tại để nó hỗ trợ cho cái thiện nghiệp ở hiện tại quả quật được phát triển. Nhưng bây giờ có cái người ấy mà ngồi thiền ấy, có thể người ta rất là nhanh đắc thiền, ta có thể ngồi
một ngày người ta có nimitta, một tuần, một tháng người ta đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Thì đây là cái thiện nghiệp ở hiện tại, nó hỗ trợ cho một cái thiện nghiệp, cái quả của thiện nghiệp ở trong quá khứ nó trổ quả, nó phát triển. Là cái người này trong quá khứ đã tu tập rất là nhiều rồi, cho nên là bây giờ người ta chỉ cần hướng thiện một chút, người ta thực hành giáo pháp, cái thiện pháp đấy một chút là cái quả nó trổ ngay. Nhưng mà cũng có những cái người mà bây giờ mình hành thiền mà mình phải trải qua rất nhiều năm tháng mới đắc định, mới đắc thiền được. Thì cái này là do cái quả của hiện tại, do cái sự nỗ lực ở trong hiện tại mà mình thành tựu được cái quả này. Nhưng bây giờ có những cái đứa trẻ nó rất là thông minh, nó học rất là giỏi. Đó là do cái quả của cái thiện nghiệp ở trong quá khứ nó đã gieo trồng, nó gieo trồng cái thiện nghiệp đấy rồi. Nhưng mà có những đứa học rất là vất vả, rất là gian nan thì mới đạt được cái thành tích. Đó là cái quả của cái kiếp hiện tại này, cái quả của cái thiện nghiệp mà nỗ lực ở ngay trong cái kiếp hiện tại này nó trổ quả. Thì cái nghiệp nó tác động như thế, cái nghiệp nó chi phối như thế. Vì vậy cho nên rằng là mình thấy một cái người nào đó mà người ta làm cái việc nó rất là dễ dàng, mình nghĩ rằng cái người này sao lại giỏi hơn mình, hơn mình. Thực ra nó không có cái sự hơn nhau gì cả. Người ta hơn chẳng qua là người ta làm trước rồi, bây giờ người ta hơn thôi. Đấy, còn mình hoặc là bây giờ mình thấy là mình làm cái gì đó nó cũng dễ dàng, mình thông minh học giỏi hơn, mình làm nó thành công thành đạt dễ dàng hơn. Đấy, chẳng qua rằng là mình đã nỗ lực trước và bây giờ mình hưởng quả trước mà thôi. Còn cái người nỗ lực sau, người ta hưởng quả sau, tất cả nó cũng như nhau mà thôi. Mình không nhìn thấy cái sự cái quá khứ, cái lúc trồng nhân, cái sự trồng nhân là như nhau mà thôi. Để đi đến kết quả thì cái sự trồng nhân là như nhau, cái sự tạo nghiệp là như nhau. Vì vậy cho nên là cái người mà hiểu về nghiệp và quả của nghiệp ấy, thì mình không có thấy mình thành tựu dễ dàng, mình không có ngã mạn. Mình thấy khó khăn, mình không có tự ti. Ai đi trước thì đến đích trước, ai đi sau đến đích sau. Cái nghiệp nó trổ quả, có thể là cái nghiệp quá khứ, có thể là cái nghiệp hiện tại phát triển đầy đủ. Cái thứ ba này. Hỗ trợ để duy trì mạng sống. Cái nghiệp nó hỗ trợ. Hỗ trợ. Trợ để duy trì mạng sống. Khi mà sinh ra ở trên đời thì nó có cái sự duy trì mạng sống, có cái mạng căn. Cái mạng căn ấy được duy trì bởi nghiệp. Có cái mạng căn nó được duy trì bởi thiện nghiệp, có cái mạng căn nó được duy trì bởi bất thiện nghiệp. Tức là bất cứ một cái chúng sinh nào có sự sống là cái chúng sinh nó đang sống trên một cái nghiệp. Nếu mà nó là cái nghiệp thiện nó đang duy trì mạng sống thì là cái chúng sinh đó được là cái chúng sinh hưởng lạc, cái chúng sinh hưởng phước, hưởng cái sự an vui. Còn nếu như cái mạng sống nào nó đang được duy trì bởi bất thiện, bởi những cái nghiệp bất thiện thì những cái chúng sinh đó là cái chúng sinh đang thọ những cái nỗi khổ, thọ những cái điều bất hạnh, thọ những cái rủi ro, những cái khổ đau. Vậy thì cái nghiệp
nó có cái sự tác động, có cái sự duy trì mạng sống khác nhau. Ví dụ như là một cái nghiệp thiện ở quá khứ, quá khứ nó hỗ trợ cho quả của thiện nghiệp. Cái nghiệp thiện ở quá khứ nó hỗ trợ cho cái quả của thiện nghiệp, tức là cái nghiệp nó đã trổ quả rồi, nó đã trổ quả rồi, nhưng người đó được làm người rồi, mà người đó luôn luôn được hưởng những cái phước báo. Như là một số người ví dụ như những cái người, người ta được làm vua chẳng hạn, người ta hưởng cái phước, thì cái phước đấy là cái phước mà nó là một cái thiện nghiệp mà trong nhiều kiếp quá khứ, như là một vị vua chuyển luôn thánh vương, hay là một vị Phật cũng có rất là nhiều cái phước, cái ba la mật ở trong quá khứ, hay là chư thiên, một cái thiện nghiệp ở trong quá khứ, hay là phạm thiên thì nó là hưởng cái thiện nghiệp về hành thiền, cái phạm thiên. Thiên thì cái thiện nghiệp ở trong quá khứ này nó hỗ trợ cho cái quả của thiện nghiệp, hỗ trợ cho cái quả của thiện nghiệp được phát, được duy trì và tồn tại. Thì cái tuổi thọ của con người nói rằng là cái tuổi thọ là 100 năm. Nhưng mà có người, người ta có thể sống được hết cái tuổi thọ đấy, người ta có những cái người, cái phước của họ lớn, người ta có thể sống nhiều hơn tuổi thọ. Như thời bây giờ là cái tuổi thọ con người trung bình là 70 năm tuổi. Nhưng vẫn có người, người ta sống được 100 tuổi. Đó là do cái phước của họ lớn, họ vẫn sống thêm được. Chư thiên cũng thế, chư thiên có cái tuổi thọ rất là lớn. Ví dụ như là cõi tam thập tam thiên có tuổi thọ là 36 triệu năm. Nhưng mà có những chúng sinh lên đấy chưa sống hết được tuổi thọ đã chết rồi. Có thể có người sống lên được vài trăm năm, vài nghìn năm đã chết. Do cái phước dày hay là mỏng để nó duy trì cái mạng sống đấy. Nhưng cũng có người làm vua, có người làm vua được 5 năm, 10 năm, 20 năm. Nó hết cái phước một cái là có người nên nó lật này. Lật chính quyền, nó cướp ngôi ngay lập tức. Hết phước này mà. Thì có người cũng vậy. Có những người sinh được làm người nhưng mà chưa sống hết tuổi thọ đã phải chết. 5 tuổi, 10 tuổi đã chết, 20 tuổi, 30 tuổi đã chết. Thì cứ cái khi nào mà cái phước để làm người nó hết thì người đó sẽ chết. Khi nào một cái phước để làm chư thiên hết thì vị chư thiên nó cũng chết. Vậy khi nào cái phước của mình nó mạnh, nó dày thì mình sẽ được hưởng cái phước trọn vẹn. Cái thiện nghiệp quá khứ hỗ trợ cho quả của thiện nghiệp được phát triển đầy đủ. Đó là do cái thiện nghiệp ở trong quá khứ. Một cái thiện nghiệp ở hiện tại. Hiện tại nó cũng có hỗ trợ cho cái quả, quả của nghiệp. Nó cũng hỗ trợ cho, cũng hỗ trợ cho cái mạng sống của cái kiếp hiện tại này. Hỗ trợ cho mạng sống của kiếp hiện tại này. Như là một người được sinh ra làm người, sinh ra làm người nhưng là một cái người nghèo khổ, là một cái người nghèo khổ, thì sinh ra làm người là một cái quả của thiện nghiệp mới được sinh ra làm người. Người là một cái người, nhưng mà là một cái người rất là bình thường, một cái người rất là bình thường, nhưng mà cái người
một cái người sinh ra làm người này mà biết làm việc thiện, biết làm việc thiện, mà cái thiện nghiệp đấy nó có thể trổ quả ngay trong hiện tại, nó có thể trổ quả ngay trong hiện tại, như trường hợp của ông Bun Nha, ông Phú Hộ Bun Nha là một cái người nông dân thì biết cái làm ăn rất là bình thường này, nhưng mà do tạo được một cái thiện nghiệp mạnh, một cái thiện nghiệp, một cái cực trọng nghiệp về thiện nghiệp, đó là cúng dường đến một vị A-la-hán, mà vị A-la-hán đấy lại vừa mới xả ra khỏi cái thiền diệt tận định, đó là cúng dường ngài Xá Lợi Phất. Một người Xá Lợi Phất thì vừa mới xả thiền diệt, nhập thiền diệt 7 ngày, sau đó xả khỏi thiền diệt 7 ngày rồi đi khất thực, và khi mà ông Bun Nha này đang cày ruộng thì ông gặp ngài Xá Lợi Phất đứng ở trên bờ, thì ông lên ông cúng dường một chai nước, một cái tam xỉa răng. Khi mà bà vợ đi đưa cơm cho chồng thì gặp ngài Xá Lợi Phất đang đi, thì bà vợ xin cúng hết cái phần cơm cho người chồng cúng dường. Và cái phước thiện của hai vợ chồng đấy, khi mà ông bà này gặp nhau thì ông kể cho bà nghe là ông đã cúng dường ngài Xá Lợi Phất về cái chai nước với lại tam xỉa răng. Thì bà vợ gặp ông chồng này cũng kể là đã cúng dường hết cái phần cơm cháo mang ra cho chồng, thì hai vợ chồng đều rất hoan hỉ. Thì cái tâm hoan hỉ đấy, đấy là cái phước tạo trong cái kiếp hiện tại, nó trổ quả ngay lập tức, nó làm cho những cái xá, những cái đất mà vừa mới cày lên nó biến thành vàng. Thì đấy là một cái thiện nghiệp ở trong hiện tại, nó trổ quả ngay ở trong cái kiếp hiện tại này. Thế thì bây giờ một cái người sinh ra làm người thì đương nhiên là làm người là mình phải sống theo cái nghiệp của mình, đó là phải đi kiếm ăn. Muốn đi kiếm ăn thì mình phải có nghề nghiệp, có việc làm. Mà mỗi người thì có một cái khuynh hướng đi kiếm một cái việc làm khác nhau. Thế nên bây giờ một cái người sẽ làm một cái việc đó là không cần làm mà vẫn có ăn. Đó là làm nghiệp gì? Làm cái nghiệp gì mà không cần làm có ăn? Đó là đi tu, đi xuất gia. Người xuất gia không cần làm có ăn. Thì tại sao người xuất gia không cần làm lại có ăn? Bởi vì người xuất gia là có hướng thiện không? Đó là cái thiện nghiệp hiện tại. Thiện nghiệp đấy là từ cái gì nó ra? Thiện nghiệp từ cái sự giữ giới. Cái xuất gia thì phải giữ giới thì người ta mới cúng dường, nhưng mà ăn nhé. Phải giữ giới. Phải tu tập về tâm. Đó là phải nỗ lực đoạn trừ tham sân si. Hoặc đã đoạn trừ tham sân si. Thì cái hành động giữ giới hay là tu tập về tâm, về tuệ đấy là cái hành động thiện. Là cái hành động thiện cho nên là được nhân thiên cúng dường, ví dụ như Đức Phật có thể chư thiên nên cúng dường, hoặc người nên cúng dường, hoặc là chư thiên người ta xúi dục người là hãy cúng dường cho vị đó, hãy cúng dường cho vị đó, hoặc là có rất nhiều chư thiên trên mặt đất người ta xúi dục những cái người sống ở xung quanh là hãy đến chùa để cúng dường cho cái vị đó, cúng dường cho vị đó. Có cái sự hộ trì của chư thiên và nhân loại như thế, cho nên là những cái người mà tu tập mà tu tu thật sự có cái tâm tu tu thiện ấy, không cần làm vẫn có ăn. Đó là cái thiện nghiệp ở hiện tại, nó trổ quả ngay lập tức. Không cần, vẫn có y để mặc, có dư giả luôn, vẫn có nhà để ở, vẫn có đủ mọi thứ, không thiếu thứ gì. Thì cái người mà xuất gia thì là cái người mà tu có cái thiện nghiệp ấy, hành thiện, một cái thiện nó rất là mạnh. Nên là mình tạo một cái thiện nghiệp nó rất là mạnh, cho nên nó trổ quả ngay trong cái hiện tại. Nhưng mà cũng là cái người đấy mà không đi xuất gia, mà không làm thì sao? Không làm chết đói. Sẽ chết đói ngay. Không tu tập là chết đói ngay. Vậy thì cái quả trong hiện tại nó sẽ trổ, cái thiện nghiệp ở hiện tại nó trổ cái quả, và để nó duy trì cái mạng sống của cái người đấy. Duy trì, để nó duy trì cái mạng sống. Để nó duy trì mạng sống. Hoặc là như ở cái cõi Phạm Thiên ấy, ở cái cõi Phạm Thiên thì người ta không cần ăn, người ta vẫn sống. Nó là do cái thiện nghiệp hành thiền nó duy trì cái mạng sống. Ví dụ bây giờ một cái người nào mà cố gắng tu tập để mà đắc được cái tầng thiền, khi mình sinh về, khi mà mình chết mình vẫn giữ được cái tầng thiền ấy, mình sinh lên cõi Phạm Thiên. Thì ở cái cõi Phạm Thiên mình không cần làm, nó vẫn có ăn, à, nó vẫn sống, không cần ăn nó vẫn sống. Nó sống là do cái năng lực của thiền, nó duy trì cái mạng sống đấy. Mà năng lực của thiền là thiện,
Năng lực của thiền là năng lực thiện. Cái thiện đấy nó duy trì cái mạng sống. Và cái mạng sống ấy luôn luôn an lạc. Bởi vì cái năng lực của thiện, của một cái tầng thiền là năng lực của cái thiện rất là lớn, gọi là thiện đáo đại. Đáo đại thiện. Còn chư thiên ấy, chư thiên có phải đi làm không? Chư thiên có ăn không? Có ăn nhưng mà có phải làm không? Không phải làm. Chư thiên thì có ăn nhưng không phải làm. Vậy thì chư thiên nó sống bằng cái năng lực của gì? Năng lực của phước, của cái phước thế gian. Có thể là cái phước bố thí, chủ yếu là sống bằng cái năng lực của những cái phước bố thí hay là cúng dường đấy. Thì cái năng lực đấy nó tạo ra cho chư thiên, đó là không cần làm mà vẫn có ăn. Mà họ sống rất là lâu, sống hàng mấy trăm triệu năm, người ta vẫn không cần làm. Mà thích ăn cái gì nó tự biến ra. Thích ăn cái gì nó tự cái năng lực nó biến hóa ra là mình có thể ăn được cái đấy. Đấy là chư thiên là sống bằng cái năng lực của đại, bằng cái năng lực của cái tâm đại thiện. Thì mình làm cái việc thiện với một cái tâm hoan hỷ mạnh, nó tạo thành cái nghiệp đại thiện mà nó sinh thiên, mình hưởng cái phước báo của chư thiên. Đó là không cần làm vẫn có ăn. Còn sinh ở cõi người thì phải làm mới có ăn. Chỉ trừ người tu thôi nhá. Còn lại mình phải đi kiếm ăn. Phải đi kiếm ăn. Phải đi kiếm ăn bằng cái năng lực của cái thiện hoặc là bằng cái năng lực của nghiệp bất thiện. Có người thì vì duy trì cái mạng sống nhưng mà làm nghiệp thiện để duy trì mạng sống. Có người vì duy trì mạng sống mà làm nghiệp bất thiện để duy trì mạng sống. Gọi là có cái tà mạng và chánh mạng. Một cái nghiệp thiện ở hiện tại nó duy trì cái mạng sống trong hiện tại. Đây là một cái chấm ba là cái nghiệp bất thiện, nghiệp bất thiện ở quá khứ thì nó hỗ trợ cho cái quả của cái bất thiện, hỗ trợ cho quả bất thiện thiện được duy trì. Thì cái trường hợp này là chúng sinh ở trong địa ngục rồi. Trường hợp này là chúng sinh ở địa ngục, ngã quỷ súc sinh, địa ngục. Ngục và ngã quỷ. Hay là một số chúng sinh, một số súc sinh. Trong địa ngục thì là cái quả của nghiệp bất thiện nó duy trì cái mạng sống. Ngã quỷ cái nghiệp bất thiện nó duy trì cái mạng sống. Còn súc sinh ấy, súc sinh thì chỉ một số con này. Súc sinh thì nó vẫn có cái tham ái với sự sống. Nó cũng có con súc sinh nó hưởng cái sự nạp, cái sự an vui. Nhưng một số con súc sinh như một con chó bị ghẻ, bị bệnh, nó vẫn không có chết. Đó là do cái nghiệp bất thiện nó vẫn duy trì cái mạng sống, nó chịu cái nỗi khổ đấy. Cho đến khi nào nó hết thì nó mới thoát khỏi cái cõi khổ đấy. Ừ. Người thì nó là cái quả của nghiệp thiện. Quả của nghiệp thiện nhưng mà đôi khi nó được hỗ trợ bởi những cái nghiệp bất thiện thì nó tạo ra cái khổ cho cõi người. Thì đó là cái nghiệp bất thiện nó trổ quả. Cái nghiệp nó trổ quá. Nghiệp quá. Cả nghiệp hiện tại nó đôi khi nó cũng trổ nữa. Nghiệp bất thiện ở hiện tại nó hỗ trợ cho quả bất thiện.
như là những cái chúng sinh, như là những cái loài ăn thịt, ví dụ là loài loài súc sinh mà nó ăn thịt ấy, loài súc sinh mà ăn thịt đấy là khi mà nó cái quả mà sinh làm súc sinh là quả bất thiện, và bây giờ nó lại luôn luôn tạo những cái nghiệp bất thiện nữa, đó là luôn luôn phải ăn thịt loài khác, đó là cái nghiệp bất thiện nó ở trong hiện tại để nó hỗ trợ cho cái quả bất thiện đấy tồn tại. Cái quả bất thiện được tồn tại bằng cái nghiệp bất thiện. 3.5 thì một cái nghiệp thiện quá khứ, nghiệp thiện quá khứ nó hỗ trợ cho quả bất thiện. Nghiệp thiện quá khứ hỗ trợ quả bất thiện. Ví dụ cái quả bất thiện thì nó phải sinh làm cái quả bất thiện này. Quả bất thiện nó phải sinh ra, cái quả bất thiện nó có sinh được làm người không? Cái quả bất thiện ấy, khi mà nó mà đi đầu thai, đi làm một cái sinh nghiệp thì nó không tạo ra người, mà nó chỉ tạo ra một cái địa ngục ngã quỷ hoặc súc sinh. Ví dụ như tạo ra một con súc sinh, súc sinh. Ví dụ như con chó. Con chó là một cái nghiệp của quả bất thiện. Con chó này, con chó này nó là một cái quả bất thiện nó mới sinh làm chó. Nhưng mà nó được cái nghiệp thiện hỗ trợ. Nghiệp thiện nó hỗ trợ. Nghiệp thiện hỗ trợ này thì con chó này nó sẽ thành chó cưng. Nó sẽ thành chó cưng. Bởi vì sao? Bởi vì nó được cái nghiệp thiện hỗ trợ. Mặc dù con chó này nó rất là ngu đần. Nó gặp cái gì nó cũng ăn, nó bẩn thì nó cũng ăn. Nhưng mà nó về vẫn được người ôm, quý chiều chuộng, cho ăn ngon, cho ở cái nơi sạch sẽ. Thì làm sao? Cái nghiệp thiện ở trong quá khứ nó hỗ trợ cho cái quả bất thiện này. Nó duy trì được cái mạng sống. Cho nên là nhiều người người ta cưng chó, nhiều người cưng lợn, nhiều người cưng dê, nhiều người cưng gà, cưng chim. Mỗi người cưng một cái loại. Là những cái con vật mà nó được cưng chiều đấy là nó được hỗ trợ bởi một cái thiện nghiệp trong quá khứ. Lúc mà nó còn làm người nó bố thí rất là nhiều, nhưng mà do chết tâm nó ô nhiễm rồi. Chết nó bị cái tâm bất thiện nó hỗ trợ cái lúc năm chung nó ô nhiễm nên nó sinh làm cái tâm bất thiện này. Mấy con chó ở chùa này được chú Sơn chú chăm sóc khủng khiếp. Mà nó có khôn không? Nó mà gặp một con chuột chết thì bắt đầu nó lăn ra, nó tẩm cái mùi hôi thối vào khắp cái thân thể nó. Nó vẫn được cưng bởi vì cái nghiệp bất thiện, cái nghiệp thiện nó hỗ trợ cho cái đời sống này của nó, duy trì cái mạng sống, nên nó rất là an lạc. Nhiều người người ta nuôi những cái con vật nuôi, cho nên là Đức Phật mới thường thường mới dạy là ở trong quá khứ có một vị Bà La Môn nói rằng tôi làm rất là nhiều thiện nghiệp bố thí, rồi là giúp đỡ, làm rất nhiều nghiệp phục vụ những người khác, nhưng mà tôi không có giữ giới. Không có giữ được giới thì sinh thú khi chết tôi sẽ sinh về đâu? Lúc đấy Đức Phật mới trả lời là ông sẽ sinh làm cái loài thú mà được nuôi dưỡng tử tế. Đấy. Đấy là do biết làm thiện nhưng mà không giữ giới, cho nên đến lúc chết tâm nó vẫn tán loạn. Tâm nó tán loạn là nó đi theo một cái nghiệp bất thiện ở trong quá khứ nó trổ quả. Đấy, cái vị đó sinh là một cái loài thú, nhưng mà do cái thiện nghiệp nó hỗ trợ vị đó vẫn thú, con thú ấy nó vẫn được nuôi dưỡng cưng chiều tử tế. Nhưng mà có một cái trường hợp khác, đó là một cái nghiệp thiện hiện ở hiện tại hỗ trợ cho cái quả bất thiện. Quả bất thiện để mà duy trì cái mạng sống ấy, hỗ trợ cho quả bất thiện ấy được duy trì cái mạng sống. Thì cái quả bất thiện nó cũng sinh làm, cũng ví dụ nó cũng sinh làm chó đi. Nhưng mà cái nghiệp thiện hiện tại là cái nghiệp thiện gì? Hiện tại nó là chó khôn. Tức là con chó này nó phải là con chó khôn, nó biết chiều chủ.
nó biết làm những cái việc mà chủ sai bảo ấy, hoặc là những cái con trâu bò nó kéo cày kéo xe đấy, thì cái lúc mà những cái con này ấy, nó sở dĩ mà nó được người ta cho ăn vì nó biết làm cái thiện nghiệp, nó biết nghe lời chủ, nó biết làm, nó biết hành động. Có những cái nó đi kéo cày kéo xe rồi là chuyện là có cái con bò mà nó đi nó kéo xe, thì vô tình một lần ở trên xe có một cái vị tỳ kheo, vị tỳ kheo đó là A La Hán. Thì nó khi mà nó chở cái vị đó, nó chỉ thấy tâm nó rất là hoan hỉ, rất là thích thú. Đấy, cái tâm từ bi của vị A La Hán tỏa ra, nó thấy nó hoan hỉ, và đến lúc chết nó bắt đến cái thiện nghiệp đấy mà nó sinh về cái cõi trời được. Thì đấy là một cái thiện nghiệp ở trong hiện tại, nó hỗ trợ cho một cái quả bất thiện, hỗ trợ cho một cái quả bất thiện trong quá khứ. Và cũng có những cái trường hợp này, cái quả bất thiện này mà sinh làm ngã quỷ, quả bất thiện sinh làm ngã quỷ. Thì bây giờ muốn hỗ trợ cho ngã quỷ này phải làm việc thiện, thì người thân làm cái nghiệp thiện thì sẽ hỗ trợ được cho ngã quỷ này. Thì nó cần phải có cái người thân ấy, làm cái nghiệp thiện thì sẽ hỗ trợ được cho cái ngã quỷ này thoát khỏi cái khổ đau. Chứ còn cái quả bất thiện mà sinh vào nằm vào địa ngục rồi thì cái nghiệp thì không, thì cái nghiệp mà nó không có tạo được cái nghiệp thiện hiện tại nữa. Ở trong địa ngục nó không tạo được cái thiện nghiệp gì, nhưng mà ở trong cái loài súc sinh nó có thể tạo được thiện nghiệp. Súc sinh nó cũng còn may mắn cái nó tạo được thiện nghiệp. Ngã quỷ thì phải nhờ người thân tạo thiện nghiệp cho, giúp cho. Bản thân ngã quỷ nó không tạo được thiện nghiệp, nó chỉ biết tùy hỷ thôi. Ngã quỷ này thì nó có tạo được cái thiện nghiệp, đó là tùy hỷ phước. Tùy hỷ khi mà nó thấy người thân làm phước nó hoan hỷ theo, nó thoát được cái ấy. Còn những cái con vật, một số con vật nó có thể tạo được phước, tạo được cái thiện nghiệp, và nó được nuôi sống bởi cái thiện nghiệp đấy. Bây giờ có cái nghiệp thiện, cái nghiệp thiện ở trong nhiều kiếp quá khứ, ở nhiều kiếp nó hỗ trợ cho cái quả của cái thiện nghiệp ở trong hiện tại. Nghiệp thiện ở trong nhiều kiếp, ví dụ như là Đức Phật đã tích lũy ba la mật trong bốn a tăng kỳ kiếp 100.000 đại kiếp, cho nên là bây giờ ngày sinh ra ngày mới chứng đắc được đạo quả. Đấy là những cái nghiệp thiện ở trong nhiều kiếp quá khứ hỗ trợ cho một cái thiện nghiệp ở trong hiện tại này. Có những cái mà mình ước muốn, mình phải trải qua một thời gian rất dài mình mới đạt được. Đó là mình phải tích lũy những cái ba la mật trong một thời gian rất là dài, tích lũy những cái thiện nghiệp trong một thời gian rất dài mới đạt được. Nhưng bây giờ nói là tôi có cái ước muốn là chứng đắc Niết Bàn. Chứng đắc Niết Bàn thì không phải là mình tạo trong một kiếp này mà mình thành tựu được cái ước muốn đấy, mà mình phải tạo cái tích lũy cái thiện nghiệp trong một cái thời gian rất là dài. Đó là phải thực hành giới định tuệ trong nhiều kiếp, nhiều đời, nhiều kiếp. Đó, cho đến khi mà những cái nghiệp thiện đấy nó rất là mạnh mẽ rồi, thì lúc đấy nó mới thúc giục cho mình khởi lên được một cái tâm nhàm chán thế gian, thoát ra khỏi thế gian này, đoạn trừ được các cái phiền não. Bây giờ mình thấy các cái phiền não tham sân si này là nhiễm ô, là bất thiện, mình muốn đoạn trừ nó, nhưng mà không phải dễ mà đoạn trừ được đâu. Mình phải trải qua một cái thời kỳ tu luyện rất là lâu mới đoạn trừ được những cái phiền não tham sân si này, có khi trải qua cả hàng trăm nghìn đại kiếp. Đây này, có thiện nghiệp trong nhiều kiếp quá khứ. Đấy,
Không làm sao có những lúc mà tham sân hận nó nổi lên mà làm cho mình phát phiền. Mà không làm sao mà diệt trừ nó được. Thế, muốn diệt trừ nó. Là thọ của mình không phải là ta, không phải là ta, không phải là của ta, nhưng mà không có thua gì cả. Không diệt trừ ngay được. Nhưng mà nếu mình mà khởi lên cái ước muốn là mong một ngày nào đó ta sẽ diệt trừ được nó. Đấy, rồi là mình phải tích lũy những cái nhân để diệt trừ nó. Trải qua một thời gian rất là dài, lâu ngày mình sẽ diệt được nó. Giữ giới để đè nén nó nè. Tu định để đè nén nó nè. Tu tuệ để mà sát trừ nó. Tu giới định tuệ là cái nhân để diệt trừ các cái tham sân si phiền não đấy. Còn một cái nghiệp nữa, đó là nghiệp bất thiện ở quá khứ. Cái nghiệp bất thiện ở hiện tại. Hiện tại hỗ trợ cho thiện, cho quả của nghiệp, quả cho quả thiện, cho cái quả của thiện nghiệp. Ví dụ quả thiện nghiệp đấy là sinh ra làm người, nhưng mà cái người này làm những cái nghiệp bất thiện. Người này là hiện tại là đang làm những cái việc như này, làm việc như là sát, buôn bán vũ khí, chất độc, chất say. Thì cái người này sinh sống bằng cái tà mạng. Đó là, đang sinh sống bằng một cái nghiệp bất thiện để nuôi dưỡng cái quả của một cái nghiệp thiện này. Để nuôi dưỡng cái quả. Tức là mình sinh ra làm người là một cái quả của một cái nghiệp thiện. Nhưng mà bây giờ vì mình duy trì cái mạng sống này mà mình lại làm rất nhiều cái nghiệp bất thiện để sinh sống. Đó là mình sát sinh, mình trộm cắp, hoặc là mình buôn bán, làm những cái việc tà mạng. Thì đấy là mình đang lấy cái nghiệp bất thiện để nuôi dưỡng một cái quả của thiện. Nuôi dưỡng một cái quả của thiện, nó hỗ trợ cho quả của thiện. Thì cái quả của cái thiện này nó sẽ teo dần. Teo dần, dần dần nó biến mất, nó thành. Lúc đấy mình lại tạo rất là nhiều cái nghiệp bất thiện và nó trổ những cái quả bất thiện ở trong tương lai. Nó có cái sự hỗ trợ tương tác lẫn nhau giữa cái nghiệp thiện hỗ trợ cho nghiệp thiện. Nghiệp bất thiện nó hỗ trợ cho nghiệp bất thiện. Cũng có những cái nghiệp mà thiện nó lại hỗ trợ cho cái bất thiện. Cũng có những cái nghiệp mà bất thiện nó hỗ trợ cho cái nghiệp thiện. Có cái sự tương tác qua lại như vậy giữa. Cho nên rằng là chúng sinh nó mới có những cái sự, nhiều cái sự sai khác. Trên thế gian này có người may mắn hạnh phúc, có người thì gặp nhiều cái rủi ro, khổ đau. Đấy, người có rất là nhiều những cái người cao thượng, người hạ liệt. Thì tất cả đều là do cái hành động tạo nghiệp. Nó đều là do cái nghiệp của tất cả mỗi chúng sinh. Đấy, nghiệp tạo ra cái sự sai khác giữa chúng sinh. Có cái chuyện đấy, chẳng qua chỉ là một cái vị chư thiên. Thì chư thiên cũng giống như cõi người này. Cõi người thì cũng có người ta có cái đức tin đối với Phật pháp, có người ta không có đức tin. Thì có người ta hộ trì Phật giáo pháp, và có người ta chống phá giáo pháp. Đấy là cõi người. Thì chư thiên cũng thế. Chư thiên người ta cũng có người ta có đức tin với giáo pháp, người ta ủng hộ giáo pháp. Có người ta không có đức tin, người ta chống phá giáo pháp. Thì cõi người và cõi chư thiên cũng như nhau. Thì cõi chư thiên mà có cái vị thiên nào mà hay đi chống phá giáo pháp ấy, thì cái vị thiên ấy được gọi là Mara. Hiểu không? Mà cái vị thiên đấy nó phải có một cái năng lực thần thông rất là mạnh. Mà chỉ có cái cõi chư thiên thứ 6, cõi cao nhất ấy, đó là cái cõi tha hóa tự tại thiên ấy. Các cái vị chư thiên ở trên đấy có cái thần thông rất là mạnh. Tha hóa là người ta có thể biến hóa ra được mà. Trên cõi tha hóa là người ta có cái thần thông biến hóa rất cao.
tạo hóa tự tại thiền. Thì cái gọi đấy người ta mới hay xuống, người ta trêu được cả Đức Phật, trêu ghẹo cả Đức Phật luôn. Mara và Atma khác nhau, là một, cùng là một. Mara là cái tiếng Phạn thôi, Việt Nam hay là Tàu dịch là Atma. Vậy thì mình đặt một cái đại gia hay là một chúng ta mà sống không giữ giới, mà khi mà bị quả báo thọ về tâm chẳng hạn, thì tức là bị Atma, người ta Atma chi phối, thì tức là Atma tâm của mình thọ về tâm, thì tâm của mình chẳng phải Atma. Tâm của mình nếu như mà nó tùy từng người, có những cái người thì cũng có thể bị ác ma người ta chi phối. Ví dụ như ác ma thì người ta có cái muốn này, người ta ở cái cõi trời rất là cao và người ta muốn cai quản tất cả cái cõi dục giới này. Cái cõi dục giới này tất cả các cái cõi trời thấp hơn và cõi người, và những tất cả cái cõi dục giới có người một cõi, thì cái cõi thứ sáu là cao nhất và người ta muốn cai quản, người ta không muốn chúng sinh ra khỏi cái cõi này. Ví dụ bây giờ một chúng sinh mà tu tập giới định tuệ, vì đó chứng đắc niết bàn, chứng đắc niết bàn là ra khỏi cái sự cai quản của cái chư thiên ở cái cõi tha hóa đấy, thì người ta hay đến, người ta quấy rối bằng cái cách rằng là ví dụ người ta, cái vị đó khởi lên một cái tâm tham, thì cái vị cái ác ma đấy nó làm cho cái tâm tham nó tăng trưởng thêm, tức là nó tác động thêm vào nữa, nó làm cho mình tham ái đắm nhiễm với thế gian này rất là mạnh. Đấy, tham ái đắm nhiễm ra để cho mình không có cái tâm ni tham ấy. Ví dụ như có những cái rất là những cái người tu hay bị những cái người này, người ta quấy rối. Nhưng người tu thì muốn ni tham, muốn ni dục ni ác để mà giải thoát. Nhưng mà nếu mà cái người đó mà cứ an trú tâm ở trong cái tứ niệm xứ, thấy là vô thường khổ vô ngã bất tịnh, thì vị đó an ổn. Nhưng mà vị đó đi ra ngoài cái chú xứ của mình, đó là khởi những cái tâm bất thiện, khởi cái tâm là thấy ưa thích cảnh sắc đẹp, thì là tự nhiên là mình sẽ thấy có một cái năng lực tham nó khởi lên rất là mạnh, đắm nhiễm, là lúc đấy là mình bị ác ma chi phối. Hoặc là mình khởi lên một cái tâm sân tức với ai đó, thì mình sẽ thấy cái tâm sân nó khởi lên rất là mạnh, lúc đấy là mình bị ác ma chi phối, làm cho mình chướng ngại trên cái đường tu. Tức là những cái tâm phiền não ấy, nó là cái chướng ngại trên đường tu. Đức Phật bảo là người nào cứ an trú ở trong tứ niệm xứ, quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp, thấy nó là vô thường, là khổ, là vô ngã, thì cái đấy nó sẽ ngược lại với ác ma. Ác ma thì luôn luôn muốn quán là thường, lạc, ngã, tịnh, để mà khởi lên cái tâm tham ái. Còn đối với một bậc muốn giải thoát thì luôn luôn phải quán là vô thường, khổ, vô ngã để diệt trừ tham ái. Hai cái tâm nó khác nhau. Nên là khi nào ấy, nó phải là mình mà bị chi phối là do mình hay khởi cái niệm đấy, hay khởi tà niệm là bị chi phối. Mình giữ được cái chánh niệm thì mình không bị ác ma chi phối. Hay khởi nên tà niệm là bị ác ma chi phối. Tâm phóng dật cũng bị chi phối. Khởi cái suy nghĩ bậy bạ là bị ác ma chi phối. Hết bài học, bài về nghiệp, cái học về nghiệp nó rất là dài, học hoài không hết luôn. Học để cái nghiệp nó rất là thâm sâu, nhưng mà một người mà càng hiểu về nghiệp sâu rộng thì cái trí tuệ của mình nó càng, mình sẽ phát triển được cái tuệ, phát triển được cái tuệ, cái trí. Và khi chết, mình chết với một cái tâm, mình đi đầu thai với một cái tâm tục sinh có tuệ, thì kiếp sau mình sinh ra trở thành một cái người tam nhân, một cái người mà có cái kiến thức về nghiệp và quả của nghiệp, thì bất cứ mình làm một cái hành động gì mình cũng biết đây là nghiệp thiện, đây là nghiệp bất thiện, đây là cái nghiệp đen hay là nghiệp trắng, hay là cái nghiệp tốt hay là nghiệp xấu. Thì mình biết được là mỗi một cái hành động này nó sẽ có cái quả báo ở trong tương lai. Ví dụ bây giờ tuệ đạo mình thấy đang khổ, mình biết rằng đây là quả của cái nghiệp bất thiện. Đấy là có trí tuệ. Còn cái người không có trí tuệ ấy, thì người ta oán trời trách đất. Cái oán trời trách đất đấy là không có trí tuệ. Còn cái người trí tuệ thì nhìn vào cái nhân và cái quả.
Và mình biết thay đổi cái nhân, mình biết thay đổi cái nhân, mình biết cách tạo cái nhân nào để nó hỗ trợ cho cái nhân này, cái quả này, tạo nhân nào hỗ trợ cho quả này. Còn những người người ta không có niềm tin về nghiệp thì người ta kêu là tại sao lại trời hại ta, đất hại ta, người ta gặp bất hạnh, gặp rủi ro, hay là tại nhà bị động đất, hay là bị động long mạch, hay là bị động mồ động mả, hay là thờ cúng không có đúng phương pháp, hay là tại năm nay không đi cắt sao dài hạn, hay là tại hôm nay đi ra đường gặp mấy cái người xúi quẩy, hay là tại năm nay người đến xông nhà là cái người xấu. Người ta sẽ đổ vạ cho rất là nhiều những cái hiện tượng ở trên thế gian. Nhưng mà cái người tin về nghiệp và quả của nghiệp, người ta thoát khỏi cái mê tín đấy. Người ta thoát khỏi cái mê tín, người ta không có tin vào những cái điểm này điểm khác, cái chuyện viễn hoặc ở trên thế gian. Đó là cái lợi ích của cái người có cái đức tin, có cái sự hiểu và tin về nghiệp và quả của nghiệp. Mình không có biết được, chỉ có khi nào mình hành đắc thiền thì biết. Người đắc thiền thì bắt đầu mình quán danh sắc, xong mình quán cái tâm tục sinh ấy. Mình biết cái tâm tục sinh ấy nó có tuệ, thì mình biết là mình là người tam nhân. Mà khi mà cái người đó đức đắc được sơ thiền là biết là mình là người tam nhân rồi. Bởi vì chỉ người tam nhân mới đắc được thiền, người nhị nhân không đắc thiền. Có một số người có, một số người không có. Một số người, người ta không phải người tam nhân, người ta học những cái pháp thế gian, người ta rất giỏi, người ta vẫn giỏi được. Nhưng cái pháp đấy nó là những cái pháp tà kiến ở thế gian ấy, nó không có phát triển được cái chánh trí. Cái pháp tà kiến, ví dụ như là có những cái người, người ta phát minh là người ta nghiên cứu, người ta bảo là vượn mà tiến hóa thành người, cái thuyết tiến hóa. Mà ông viết đến cái thuyết tiến hóa, ông có giỏi không? Ông rất là giỏi, rất là nhiều người tôn sùng. Nhưng mà cái thuyết nó có đúng không? Biết vượn biến thành người, sao bây giờ mấy con vượn nó không có thành người nữa? Mai mốt thì người biến thành gì? Vượn mà nó tiến lên thành người thì người sẽ tiến lên thành gì nữa? Nên là cái thuyết đấy nó là cái thuyết không có sai, cái nghiên cứu nó không đúng sự thật. Đúng rồi. Cái trí tam nhân ấy, đó là cái trí mình thấy được sự thật chân đế. Ví dụ người có trí tam nhân là cái người đấy có thể phát triển được cái năng lực tâm của mình đến cái mức cao thượng. Đó là có thể thấy được cái sự thật, thấy được các cái tâm, phân biệt được cái tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Thì người đó, cái người tam nhân là cái người mà mình có thể đoạn trừ được phiền não hay đè nén được phiền não. Nó khác với cái trí tuệ ở của cái người suốt thế gian, nó khác với trí tuệ ở thế gian. Hai cái đấy nó khác nhau. Chứ cái người giỏi ở trong thế gian chưa chắc đã phải người tam nhân. Người ta có thể nghiên cứu là do cái kiếp trước người ta đã say sưa nghiên cứu những cái phương pháp đấy rồi. Bây giờ người ta nghiên cứu nó sâu rộng hơn nữa. Nhưng họ cũng mà cho đi hành thiền thì chưa chắc đã đắc được cái gì. Chưa chắc đắc được thiền. Và cái người đấy lúc chết cũng chưa chắc đã thoát khỏi ba cái đường ác, bốn cái đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Thường là cá tịnh làm sao? Thường lạc ngã tịnh, chân thường chân lạc. Chân thường chân lạc ý muốn nói đến niết bàn. Tức là ý muốn nói là tất cả các pháp thế gian là vô thường, là khổ, là vô ngã. Chỉ có niết bàn mới là chân thường chân lạc và chân ngã. Thì nhưng mà cái người thế gian ấy, người ta thấy cái pháp hữu vi thế gian là thường, là người ta thấy sai, thấy tà kiến. Ví dụ bây giờ mình thấy một ngọn núi, mình nghĩ là ngọn núi nó tồn tại lâu lắm, mình thấy nó có cái thường. Thật ra bây giờ cái người chấp thường, mình thấp ngay cái thân của mình là thường này. Thường thường nó chấp thân và tâm mình là thường ấy, nó là chấp thường này. Ví dụ bây giờ mình rất là tham ái,
với những cái thân của mình, tham ái với cái thân bên ngoài, tham ái với cái vật chất ở bên trong bên ngoài đấy, thì đó là do mình có cái chấp thường, chấp lạc ở trong đấy, mình mới có cái tham ái. Nhưng cái tham ái nó chỉ khởi lên khi cái người đó có sự chấp thường, chấp lạc, chấp ngã, chấp tịnh. Chứ còn nếu mà một người mà có cái giác ngộ nó là vô thường, là khổ, là vô ngã, là bất tịnh, thì cái tâm tham ái nó không thể khởi lên. Vậy bây giờ mình thử xem mình có tâm tham không? Bất cứ khi nào nó khởi lên tâm tham thì biết rằng lúc đấy nó đang có cái tư duy về thường, lạc, ngã, tịnh đây. Bây giờ đơn giản là mình tham, nó có nhiều cái tham. Ví dụ cái mắt mình tham một cái cảnh sắc, thì mình cái cảnh sắc kia nó là thường hoặc là lạc, hoặc là ngã, hoặc là tịnh với mình. Hoặc là mình chấp nó là thường, là nó tồn tại lâu dài. Hoặc mình chấp nó là lạc, là chắc rằng cái mình mà có cái kia thì mình sẽ an vui lắm đây, mình sẽ cuộc sống của mình sẽ an lạc lắm. Hoặc là mình chấp ngã là cái kia là của ta. Hoặc là mình chấp tịnh, mình thấy là cái đối tượng mình nhìn thấy đẹp, sao mà đẹp thế. Thì cái đấy là theo thường lạc ngã tịnh. Rồi mình mới khởi lên cái tâm ước gì mình sở hữu được cái đó, thì đó là tham ái. Cái tham ái được nạp đi nạp lại, nó thành chấp thủ. Thì cái đấy nó là cái nhân đi tái sinh luân hồi. Còn nếu mà mình mà thấy nó là cái mà mình nhìn thấy bằng mắt này là vô thường, vì nó sinh diệt, là khổ, là vô ngã, là bất tịnh, thì cái lúc đấy cái tâm nhàm chán nó sinh ra. Nhàm chán, ni tham, đoạn diệt, từ bỏ, nó sinh ra. Thế này, một số ý kiến cho rằng là niết bàn là có ngã, nhưng mà theo con thì niết bàn là không có ngã. Tại vì sao ạ? Tại vì niết bàn có ngã, tức là cái lập luận theo cái ý là niết bàn, tức là làm cái gì đấy, không có gì cả, nó mãi mãi là như thế, tức là mãi mãi là không có gì cả, thì là đấy là ngã niết bàn. Nhưng mà theo con nghĩ là niết bàn vì không có một cái gì cả, thì làm sao có ngã được? Đúng rồi, niết bàn không có ngã nữa. Ngã nó có nghĩa, người ta hiểu cái ngã gọi là một cái bản ngã. Ví dụ như là người ta chấp rằng có một cái bản ngã, một cái chúng sinh sinh linh nào tồn tại vĩnh hằng, thì đấy là một cái bản ngã. Ví dụ như là đạo thiên, các cái đạo Kitô ấy, người ta chấp rằng là có một cái vị thượng đế, và cái vị thượng đế đó là một cái vị có cái đời sống vĩnh hằng, thì đấy là chấp ngã. Hoặc là những cái chúng sinh ở các cõi chư thiên hay là các cái cõi phạm thiên thấp ấy, người ta tôn thờ một cái vị đại phạm thiên, thì người ta muốn nói rằng cái vị đại phạm thiên này là một cái vị thượng đế, một cái đấng đại ngã. Tức là Ấn Độ giáo người ta thờ cái vị đại phạm thiên đại ngã, và người ta chấp coi rằng là cái vị đại phạm thiên này là sẽ tồn tại mãi mãi vĩnh hằng. Người ta chấp ngã, cái ngã đấy khác, còn cái niết bàn khác. Niết bàn là không còn một cái chúng sinh, không còn tâm, không còn danh sắc. Trong niết bàn thì nó có cái sự an lạc. Nhưng mà trong cái lúc mình đang nghe pháp này, mình cái đấy nó chỉ là nó không 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 gọi là niết bàn được, chẳng qua nó chỉ là cái an lạc đấy, nó cũng là pháp hữu vi mà thôi, chứ nó chưa phải là mình đạt được cái sự an lạc vô vi tuyệt đối. Đấy, ví dụ như bây giờ mình nghe pháp mình thấy rất là hoan hỉ, thì cái sự hoan hỉ đấy nó làm cho mình nhẹ nhàng và an lạc, thì cái an lạc này cũng chỉ là một cái tâm, một cái sự hữu vi, một cái pháp hữu vi có sinh và có diệt. Tức là cái an lạc này nó khởi lên một cái nó diệt đi ngay, và một cái tâm sầu ưu nó sẽ khởi lên nối tiếp theo nếu mình tác ý tà, là mình sẽ khởi lên cái tâm bất thiện ngay. Thì cái này nó chưa phải là niết bàn. Kể cả mình đắc được các tầng thiền nó rất là an lạc, nhưng mà ở cái an lạc của các cái tầng thiền dục hiệp thế đấy, nó vẫn chưa phải là niết bàn. Niết bàn chỉ khi nào cái người đó có cái trí tuệ thể nhập với chánh trí, thấy được cái sự vô thường, khổ và vô ngã. Và cái vị đó có thoát ra khỏi cái sự tham ái, thoát ra khỏi cái tam giới, dục giới, sắc giới, tham ái về tam thế này, ba cõi, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Gọi là một cái tâm siêu thế nó khởi lên ấy.
Cái tâm siêu thế nó khởi lên thì cái lúc đấy cái vị đó mới có thể thể nhập vào trong Niết Bàn. Một cái tâm đạo nó khởi lên là nó đoạn trừ phiền não. Vậy chỉ khi nào mình đoạn trừ được các cái phiền não ở trong tâm ấy, thì lúc cái Niết Bàn nó mới sinh khởi. Cái tâm đạo nó khởi lên là nó đoạn trừ phiền não, và một cái tâm quả nó hưởng cái sự an lạc của cái trạng thái Niết Bàn đấy. Thì cái lúc mà nó an trú ở trên một cái tâm siêu thế, tâm siêu thế nó khởi lên, mình an trú ở trong Niết Bàn đấy, thì lúc đấy mình mới cảm nhận được Niết Bàn hữu dư, Niết Bàn hữu dư y, chứ chưa phải là đại bát Niết Bàn. Thì khi nào một vị thánh A-la-hán mà cái vị đó nhập đại bát Niết Bàn, lúc đấy vị đó mới hoàn toàn thể nhập Niết Bàn. Còn những vị dự niu nhất lai và bất lai đều có thể hưởng được cái sự an lạc của Niết Bàn, đó là cái hưởng được cái sự an lạc hữu dư Niết Bàn. Còn một cái người phàm phu thì không biết Niết Bàn là gì hết. Tất cả những cái chúng sinh chưa chứng được các cái thánh quả thì chưa thể cảm nhận được thế nào là Niết Bàn. Vì nó chỉ hiểm trên khái niệm Niết Bàn là vắng lặng, Niết Bàn là tịch tĩnh, Niết Bàn là an lạc, Niết Bàn là bất sinh bất diệt. Vì nó có thể chỉ hiểu trên cái khái niệm như thế thôi. Khi đọc kinh Pháp Bảo ở trong trường bộ kinh, nếu như mình suy tư một chút, mình có thể hiểu được là vì sao người ta lại chấp là có những cái đấng sáng tạo chủ, có những đấng thường hằng bất biến, không sinh không diệt. Vì những cái tầng thiền của các vị ấy, các vị chỉ nhớ đến mức độ như thế thôi. Chỉ nhớ được thế mà. Ví dụ như bây giờ có một cái vị mà ở cái cõi Phạm Thiên, họ chết, họ đầu thai trong cõi người. Khi ở cõi người rồi thì vị đó lại lại hành thiền định. Khi mà hành thiền định, vị đó lại đạt được cái túc mạng thông, vị đó hướng về đời không quá khứ, biết là mình ở cái cõi Phạm Thiên. Và trên cái cõi Phạm Thiên sơ thiền ấy, nó có ba cái đẳng cấp, đó là Phạm Chúng Thiên, Phạm Phụ Thiên và Đại Phạm Thiên. Thì các cái vị Đại Phạm Thiên, các cái vị đấy thường hay tự cho mình là ta là đấng hóa sinh chủ, ta là đấng sáng tạo chủ, ta là chúa tể của tất cả những chúng sinh đã sinh và sẽ sinh, ta là thượng đế của tất cả muôn loài, ta tạo ra tất cả vạn vật ở trên thế gian chư thiên và thiên giới này. Vì thế cho nên là những cái vị Phạm Chúng Thiên và Phạm Phụ Thiên đó rất mực cung kính và tôn thờ cái vị Đại Phạm Thiên ấy, các cái vị Đại Phạm Thiên. Và khi mà những cái vị ở cái cõi Phạm Chúng Thiên sinh xuống cõi nhân gian, họ nhớ được kiếp trước của mình và họ sẽ tuyên truyền ra thế gian rằng là có một vị sáng tạo chủ, có một vị hóa sinh chủ, có một vị thượng đế, có một vị tối tôn là chúa tể của những chúng sinh đã sinh và sẽ sinh, đang sống ở trên một cái cõi trời cao thượng. Vậy hãy tôn thờ vị đấy, hãy cung kính vị đấy, hãy cầu nguyện vị đấy, để đến khi chết được sinh về sống với vị đấy, sống với vị thượng đế cao thượng của chúng ta. Thì đấy là do cái năng lực mà cái vị đó chỉ nhớ lại được một cái kiếp trước của mình ở cõi Phạm Thiên đấy thôi. Nhưng nếu mà cái năng lực định lực của vị đó cao hơn, vị đó nhớ về nhiều kiếp sống hơn, thì vị đó sẽ không còn cái sự chấp ngã về một cái vị Đại Phạm Thiên hay là một cái vị bản, một cái vị đại ngã thường hằng đấy nữa. Nên ở thế gian có rất nhiều những cái tôn giáo người ta tôn thờ một cái vị đại ngã, đại một cái vị thượng đế, là do thỉnh thoảng ở trong nhân gian có những cái người, người ta cõi Phạm Thiên ấy, người ta sinh xuống, người ta nhớ lại được cái kiếp trước quá khứ của mình, đang tôn thờ một cái vị sáng tạo chủ, hóa sinh chủ. Nghỉ ở đây, hồi hướng, tập đây hồi hướng.
Idam me bunyam asavakadam mahamotu Idam me bunyam nidbhanasa pachazo hotu mama bunya bhagam sabbasatanam pachemi te sape me samam bunya bhagam nabantu sadhu sadhu sadhu.